Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 194. Vạn Thánh Điện. Đột nhiên quang mang vạn trượng, ở chân trời ngưng tụ thành một đạo bạch sắc màn trời, bạch sắc màn trời bên trên, nhanh chóng ngưng tụ thành nguyên một đám kim quang lóng lánh danh tự. Chỉ một lát sau, hơn nghìn người danh tự, tất cả đều trình lên bên trên. Ở đây tu sĩ nhanh chóng tìm kiếm tên của mình, muốn biết mình xếp hạng cùng đạt được. A, một tên sau cùng vậy mà không phải tiểu tử kia. Ánh mắt rất nhiều người thứ liếc thấy hướng một tên sau cùng. Dù cho Yến Bát Huyền, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu cũng giống như thế, bọn họ muốn biết, Tiêu Phàm có phải hay không trực tiếp vòng thứ nhất đào thải. Nhưng mà để Yến Bát Huyền thất vọng là, đếm ngược người thứ nhất cũng không phải là Tiêu Phàm. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nhìn nhau, lớn lên thở dài một hơi, bọn họ chế định kế hoạch này, có thể không nghĩ là nhanh như thế liền cải biến. Bọn hắn ánh mắt chậm rãi đi lên bên cạnh liếc nhìn, nhưng tìm hơn 10 cái danh tự, cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm. Ngay sau đó, gần 100 cái, vài trăm cái, vẫn như cũ không thấy được Tiêu Phàm. Chuyện gì xảy ra? Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người biểu tình vẻ cổ quái, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể tiến vào mấy trăm người đứng đầu sao? 10 cái hô hấp, liền tiến vào mấy trăm người đứng đầu, đây cũng quá yêu nghiệt a. Các ngươi nhìn người thứ nhất, vậy mà không phải Yến Bi Ca. Cũng đúng lúc này, đám người có người lên tiếng kinh hô, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc, Yến Bi Ca thế nhưng là lần này vô địch đứng đầu nhân tuyển a. Yến Bát Huyền sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, cúi đầu nhìn xem hắn bên người một cái bạch bào thanh niên, nói chuyện gì xảy ra. Bạch bào thanh niên sắc mặt tái xanh, không có đạt được vòng thứ nhất người thứ nhất, dường như là một loại to lớn sỉ nhục. Nắm đấm nắm chặt, móng tay dường như muốn bóp vào trong lòng bàn tay. Đại trưởng lão, là lỗi của ta. Bạch bào thanh niên thanh âm khàn khàn nói. Hắn trong mắt cũng biến thành đỏ thắm, nhìn chằm chằm màn sáng phương tên thứ nhất. Người thứ nhất không phải Yến Bi Ca. Lục Bá Hậu kinh ngạc, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Sau một khắc, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, lộ ra không thể tin. Hắn không chỉ có kinh ngạc cái tên đó, còn kinh hãi danh tự phía sau cái kia vàng óng ánh điểm số. Làm sao có thể, Trương Văn Cẩn kinh hô, rung động không thôi. Không có khả năng, hắn tuyệt đối ăn gian. Yến Bát Huyền cũng trực tiếp kêu to đi ra, trước tiên cảm thấy không thể tin. Lúc này, đám người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận. Tiêu Phàm là ai? Cái tên này chưa nghe nói qua, hắn làm thế nào chiếm được người thứ nhất? Người thứ nhất không phải là Yến Bi Ca sao? Đám người cũng tràn đầy không thể tin, bọn họ rất rõ ràng Yến Bi Ca thực lực. Yến Bát Huyền vì để cho Yến Bi Ca đoạt được quán quân, đem tham gia đan hội người, điều kiện hạn chế gắt gao, những người khác muốn có được người thứ nhất, cơ hồ là không thể nào. Mà bây giờ, lại có người vượt qua Yến Bi Ca, cái này khiến đám người làm sao tin tưởng đây? Các ngươi nhìn thấy hạng nhất số điểm không? Lại có người cả kinh kêu lên, rất nhiều người vuốt vuốt cặp mắt của mình, còn cho là mình nhìn hoa. CMN, 200 phân, có người trực tiếp tuôn ra nói tục. 200 phân, đám người còn tưởng rằng nghe lầm, bọn họ mới vừa lực chú ý tất cả đều rơi vào hạng nhất danh tự bên trên, lại là không có chú ý điểm số. Hiện tại, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia điểm số thời điểm, trong lòng hiện lên vô số CMN. 200 phân. Hắn đây nha là người có thể làm ra bài thi sao? 500 loại dược liệu, toàn bộ phân biệt ra, cũng mới 100 điểm mà thôi, mặt khác muốn nhiều đến 100 điểm, chỉ có nghĩ đến một cái thập tinh đan phương. Thập tinh đan phương A, phóng nhãn vạn thánh dược các đỉnh phong thời kỳ, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại đã không có người biết rõ thập tinh đan phương. Nhưng hiện tại, lại có người đáp ra thập tinh đan phương, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Phải biết, hạng nhị Yến Bi Ca, cũng mới vẻn vẹn 130 phân mà thôi. Mà 130 phân thành tích, đã đánh vỡ rất nhiều giới đan hội thành tích ghi chép, có thể cái kỷ lục này, ở cái kia 200 phân trước mặt, lại ngay cả vật làm nền đều làm không được. Dòng dã chênh lệch 70 phân, cái chênh lệch này, coi như đằng sau còn có mấy vòng tranh tài, cũng là rất khó rút ngắn, lại càng không cần phải nói vượt qua. Hiện trường tựa như sôi trào nước sôi đồng dạng,
phi thường náo nhiệt. Ai cũng muốn biết, hạng nhất Tiêu Phàm rốt cuộc là ai. Đó là một cái dạng gì yêu nghiệt, lại có thể lấy được 200 phân. Ha ha, đột nhiên, cười to một tiếng vang lên, lại là Lục Bá Hậu ngửa đầu, không chút kiêng kỵ cười, Yến Bát Huyền, đa tạ. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà không chỉ có chiếm được người thứ nhất, hơn nữa còn chiếm được 200 phân. Vẻn vẹn 10 hơi thời gian a, Tiêu Phàm liền sáng tạo ra kỳ tích như thế này thành tích, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Phàm lấy được quán quân, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn gian lận, Yến Bát Huyền tức giận nói, hắn bất kể như thế nào, cũng không tin một cái hạ phẩm thánh tôn có thể có được 200 phân. Coi như gian lận, Vạn Thánh Điện không phát hiện, đó cũng là một loại thủ đoạn. Lục Bá Hậu cười lạnh một tiếng. Yến Bát Huyền không biết nói gì, đúng vậy a, ở Vạn Thánh Điện khảo hạch bên trong gian lận, chỉ cần có thể tránh thoát Vạn Thánh Điện dò xét, liền xem như gian lận lại như thế nào đây. Tiểu tử, ngươi làm sao biết rõ thập tinh đan phương. Yến Bát Huyền cực kỳ không cam lòng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, những người khác cũng rốt cục kịp phản ứng, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Đây chính là chiếm được người thứ nhất, lấy được 200 phân Tiêu Phàm sao? Hắn không phải tả hữu các chủ người mang tới sao, chúng ta vừa rồi không trả điên cuồng giễu cợt hắn. Nghĩ vậy, rất nhiều người chỉ cảm thấy đau rát, thật giống như bị người vỗ một cái một dạng. Bản thân vậy mà trào phúng một cái vòng thứ nhất có thể có được 200 phân người. Lần này đánh mặt rồi a. Rất nhiều người vẻ mặt xấu hổ, không dám ngẩng đầu, bất quá bọn hắn cũng muốn biết Yến Bát Huyền vấn đề đáp án. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, đáp phi sở vấn nói, đại trưởng lão. Lần này đánh mặt rồi a, có đau hay không, ngươi, Yến Bát Huyền sắc mặt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, tên tiểu bối này, lại dám trào phúng bản thân. Nói cho ngươi cũng không sao, Tiêu Phàm cười cười, ngoạn vị nói, ta vừa lúc biết rõ một cái thập tinh cổ phương. Hơn nữa tất cả dược liệu đều đang khảo hạch dược liệu. Yến Bát Huyền trầm mặc không nói, sự tình thật có trùng hợp như vậy chứ. Hắn không tin, nhưng vẫn là có không ít người tin, tất cả đều lộ ra sáng tỏ thông suốt bộ dáng. Thì ra là thế, là ngoài ý muốn lấy được một cái thập tinh cổ đan phương mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng phải, thập tinh cổ đan phương A, đã sớm tuyệt tích, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp biết rõ một cái. Lại làm sao có thể đáp đi ra đây? Tiểu tử này vận khí cũng rất tốt, hắn biết đến thập tinh cổ đan phương, dược liệu vừa lúc ở khảo hạch dược liệu bên trong. Thực sự là như thế sao? Yến Bi Ca híp hai mắt, trong lòng nói nhỏ, một cái vừa lúc biết rõ thập tinh cổ đan phương người, có thể phân biệt ra 500 loại dược liệu tên sao? Không chỉ Yến Bi Ca nghĩ như vậy, ở đây vẫn là có không ít người không phải ngu xuẩn, Tiêu Phàm lấy được người thứ nhất. Tuyệt đối không phải vận khí, mà là chân chính thực lực. Yến Bát Huyền, vòng thứ nhất đã kết thúc, không cần chậm trễ thời gian, bây giờ liền bắt đầu vòng thứ hai a. Lục Bá Hậu cười to nói, hắn đã không kịp chờ đợi để Tiêu Phàm lấy được quán quân. Bắt đầu vòng thứ hai, Yến Bát Huyền sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, vòng thứ nhất đã kéo ra 70 phân chênh lệch, cái này khiến hắn làm sao dám tùy tiện bắt đầu vòng thứ hai. Một khi vòng thứ hai không cách nào cùng Tiêu Phàm kéo ra chênh lệch, Yến Bi Ca tất thua không thể nghi ngờ. Yến Bi Ca thua, cũng đồng dạng đại biểu cho hắn thua. Vòng thứ nhất khảo hạch, mọi người tâm thần có chỗ mệt nhọc, vì cam đoan mọi người vòng thứ hai tốt hơn phát huy, nghỉ ngơi trước nửa canh giờ. Yến Bát Huyền đại nghĩa lẫm nhiên nói. Vừa dứt lời, lại nhìn Tiêu Phàm một cái, truyền âm nói, Bi Ca, người đi theo ta. Dứt lời. Yến Bát Huyền lách mình tại chỗ biến mất, Yến Bi Ca cũng lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Nghĩ kéo dài thời gian, hữu dụng không, Lục Bá Hậu cười lạnh một tiếng. Lời này một tháng trước, Yến Bát Huyền là đối với hắn như vậy nói, hiện tại xem như y nguyên trả trở về. Tiểu hữu, người rất không tệ, không nghĩ tới người đan đạo tạo nghệ cao như thế. Trương Văn Cẩn cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, vẻ mặt tường hòa. Đều là hai vị tiền bối công lao, Tiêu Phàm lập lờ nước đôi nói, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cũng không phải hắn đang quay mông ngựa, Trương Văn Cẩn bọn họ chỉ biết mình chiếm được Vạn Thánh Dược Điển, lại cũng không biết bản thân chiếm được Vạn Thánh Truyền Thừa. Dứt khoát bản thân cứ như vậy nói,
để bọn hắn cho rằng, đây là vạn thánh dược điển nguyên nhân. Ha ha, dễ nói, chờ ngươi đoạt được đan hội quán quân, chúng ta vì ngươi chúc mừng. Lục Bá Hậu không chút kiêng kỵ cười lớn. Vãn bối định toàn lực ứng phó, Tiêu Phàm hơi hơi khom người nói. Mà lúc này, Yến Bát Huyền cùng Yến Bi Ca xuất hiện ở một tòa sân nhỏ, sắc mặt hai người cũng đẹp không đến đâu. Vòng thứ hai người có bao nhiêu nắm chắc? Yến Bát Huyền trầm giọng nói. Yến Bi Ca nghĩ nghĩ, nói 90% chắc chắn luyện chế tam tinh đan dược, 5 thành nắm chắc luyện chế tứ tinh đan dược, 1/10 niềm tin luyện chế ngũ tinh đan dược. Nói cách khác, người lấy được 100 điểm tỷ lệ, chỉ có 1 thành. Yến Bát Huyền thở sâu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên từng tia sát ý. Đan hội vòng thứ hai, chính là đan dược luyện chế, cuối cùng được đến tích phân, cùng luyện chế đan dược tinh cấp có quan hệ. Mỗi cao nhất tinh, trên lý luận có thể nhiều đến 20 điểm. Đương nhiên, cụ thể điểm số cùng cụ thể quá trình luyện chế có quan hệ, khảo hạch luyện đan sư nhiều phương diện trình độ, tỉ như khống chế hỏa hầu, tốc độ luyện chế, các loại. Trên lý luận, cửa này cũng có 200 phân, thế nhưng phải luyện chế ra thập tinh đan dược. Chỉ bất quá lần này tham gia đan hội tu sĩ, mạnh nhất cũng chỉ có thánh tôn cảnh tu sĩ, đừng nói luyện chế thập tinh đan dược, chính là luyện chế ra tứ tinh đan dược, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Về phần ngũ tinh đan dược, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đúng, Yến Bi Ca thở sâu, gật gật đầu. Một thành tỷ lệ, quả thực cùng thất bại không hề khác gì nhau, hắn là không dám tùy tiện đi cược. Dù sao, trình độ của hắn, luyện chế tứ tinh đan dược xác suất thành công đạt đến 5 thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít cũng có thể cầm tới hơn 70 phân. Mà luyện chế ngũ tinh đan dược, cho dù thật luyện chế được, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể cầm tới hơn 80 phân. Người luyện chế tứ tinh đan dược, Yến Bát Huyền trầm tư hồi lâu, rốt cục làm một cái quyết định. Thế nhưng là, Yến Bi Ca cũng biết luyện chế tứ tinh đan dược bảo thủ nhất. Có thể mấu chốt là, hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó vòng thứ nhất chênh lệch 70 phân A. Cho dù hắn luyện chế tứ tinh đan dược, chiếm được mắc điểm, cũng mới 80 điểm mà thôi. Hắn nghĩ muốn thắng Tiêu Phàm, trừ phi Tiêu Phàm thành tích thấp hơn 10 giờ, hắn mới có từng tia khả năng cùng hy vọng. Yên tâm, bản tôn tự có tính toán, vòng thứ hai, hắn sẽ buông tha. Yến Bát Huyền ý vị thâm trường nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái nón cỏ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, cái này mũ rơm không phải thí thần sao? Thí thần rơi vào Yến Bát Huyền trong tay. Điểm này, kỳ thật Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn là biết đến, làm Tiêu Phàm hỏi thăm bọn họ thời điểm, bọn họ chỉ là lập lờ nước đôi trả lời. Kỳ thật, thí thần cũng không trong tay bọn hắn, mà là rơi vào Yến Bát Huyền trong tay. Thế nhưng là, vòng thứ ba đây, Yến Bi Ca hiển nhiên bị Tiêu Phàm vòng thứ nhất thành tích đả kích tương đối nghiêm trọng, đã mất đi lòng tin. Vòng thứ ba vạn thánh điện đấu đan, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ một mình hắn sao? Yến Bát Huyền hung hăng chừng Yến Bi Ca một cái. Hài Nhi đã biết, Yến Bi Ca gật gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn vẫn là nghĩ dựa vào tự mình một người thực lực đánh bại Tiêu Phàm, chỉ là... Yến Bát Huyền đối đan hội quán quân quá quan tâm, thực lực của hắn cùng địa vị hèn mọn, nào dám vi phạm Yến Bát Huyền mệnh lệnh. Nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người lần nữa tụ tập ở trên quảng trường. Yến Bát Huyền cùng Yến Bi Ca cũng đi trở về, quảng trường bỗng nghiêm một chút. Chỉ là để ở đây tu sĩ kinh ngạc là, ở Yến Bát Huyền trong tay, lại là nhiều hơn một cái kim hoàng sắc mũ rơm. Đại trưởng lão cầm mũ rơm làm cái gì đây? Bọn họ không biết. Có thể cũng không đại biểu không có những người khác biết rõ. Tiêu Phàm nhìn thấy mũ rơm lần đầu tiên, hai mắt trở nên đỏ bừng, trên người trán phóng mạnh mẽ sát khí, giống như cuồng phong bạo vũ đồng dạng bao phủ đến. Tiêu Phàm, Trương Văn Cẩn sắc mặt trầm xuống, vội vàng áp chế Tiêu Phàm. Bọn họ tự nhiên cũng là gặp qua cái này mũ rơm, ngày đó Tiêu Phàm hỏi bọn hắn thí thần tung tích thời điểm, bọn họ nhìn qua thí thần ăn mặc cùng khuôn mặt. Tiền bối. Ngươi không phải nói ta huynh đệ ở các ngươi nơi đó sao? Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn xem Trương Văn Cẩn. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đã sớm thầm nói không tốt, nghe được lời nói của Tiêu Phàm,
trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói cho Tiêu Phàm, chúng ta một mực đều ở lừa ngươi, lắc lư ngươi sao? Yến Bát Huyền, ngươi âm hiểm, Lục Bá Hậu gầm thét một tiếng. Bốn phía tu sĩ nghe nói như thế, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, bọn họ làm sao không biết, tả hữu các chủ cùng đại trưởng lão ân oán đây. Yến Bát Huyền tựa như hoàn toàn không có nghe được Lục Bá Hậu lời nói đồng dạng, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, tiểu tử, có người muốn gặp ngươi, nếu như bây giờ không gặp, khả năng về sau liền không thấy được. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hắn làm sao không minh bạch, mình nếu là không đáp ứng đi gặp thí thần, Yến Bát Huyền 89/10 sẽ giết hắn. Nhưng hiện ở vòng thứ hai tranh tài liền muốn bắt đầu, hắn Tiêu Phàm nếu như đi, không khác từ bỏ tranh tài a. Yến Bát Huyền, Tiêu Phàm còn chưa lên tiếng, Lục Bá Hậu liền tức giận, Yến Bát Huyền buộc Tiêu Phàm từ bỏ tranh tài, bọn họ chẳng phải là nhất định phải thua. Lục lão quỷ, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Yến Bát Huyền hí ngược cười một tiếng, nói, lúc này mới vòng thứ hai mà thôi, không phải còn có vòng thứ ba sao? Bằng hữu của hắn muốn gặp hắn, chẳng lẽ chúng ta ngăn cản sao? Tiền bối, tin tưởng ta. Lúc này, Tiêu Phàm đứng dậy, nói ta nhất định đoạt được đan hội quán quân. Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, Lục Bá Hậu cho Yến Bát Huyền truyền âm nói, Yến Bát Huyền, Tiêu Phàm nếu là có bất luận cái gì không hay xảy ra, đừng trách lão tử diệt vạn thánh các. Ngươi dám, Yến Bát Huyền nổi giận nói. Ngươi xem ta có dám hay không? Lục Bá Hậu cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, không cần sợ, lão hủ thay ngươi làm chủ. Yến Bát Huyền cũng bị Lục Bá Hậu dọa cho phát sợ, nếu như đối phương động thủ mà nói, vạn thánh các thật đúng là không phải tả hữu hai các đối thủ. Cho tới nay, hắn sở dĩ chiếm cứ ưu thế, chỉ là bởi vì vạn thánh các địa vị mà thôi. Nghĩ vậy, Yến Bát Huyền vội vàng cười nói, yên tâm. Lão hủ không phải lấy mạnh hiếp yếu người, chỉ là dẫn hắn đi gặp lão bằng hữu mà thôi. Như thế tốt lắm, Lục Bá Hậu cười lạnh một tiếng, nói, nếu như vòng thứ ba còn có chuyện giống vậy phát sinh, người biết hậu quả. Nói ra lời này thời khắc, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đồng thời tản ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, tập trung vào Yến Bát Huyền. Ở hai cỗ này khí thế trước mặt, Yến Bát Huyền vậy mà cảm giác liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mạnh! Đây là thượng phẩm pháp tôn cảnh giới. Hai người bọn họ không phải trung phẩm pháp tôn sao, làm sao đột nhiên đồng thời đột phá đến thượng phẩm pháp tôn. Giờ khắc này, Yến Bát Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân còn không có chạm tới Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu danh giới cuối cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bằng không mà nói, hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, chính mình cái này trung phẩm pháp tôn. Lại tại sao có thể là đối thủ? Đừng nói hắn, chính là vạn thánh các tất cả mọi người cộng lại, đều khó có khả năng chiến thắng hắn. Tiêu Phàm, đi nhanh về nhanh. Mấy tức về sau, cỗ khí thế này lặng yên thối lui, Trương Văn Cẩn vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai cười nói. Là, tiền bối, Tiêu Phàm cung kính gật đầu, sau đó quay người đi theo Yến Bát Huyền rời đi. Hắn biết rõ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đối đan hội vô địch tình thế bắt buộc. Yến Bát Huyền nếu như dám giết mình, Lục Bá Hậu bọn họ nhất định sẽ nháo long trời lỡ đất. Thậm chí trực tiếp diệt Yến Bát Huyền, cùng vạn thánh vân giới, sau đó chậm rãi chiếm lấy vật hắn muốn. Bởi vậy, Tiêu Phàm cũng là không có áp lực chút nào đi theo Yến Bát Huyền rời đi, hơn nữa hắn nội tâm bắt đầu rơi vào trầm tư, bản thân muốn nhờ Yến Bát Huyền tay ứng phó âm dương tạo hóa thú, có lẽ lần này là một cái cơ hội. Bình thường hắn có thể không có cái gì cơ hội cùng Yến Bát Huyền một chỗ, một lần này, Yến Bát Huyền mang theo hắn đi gặp thí thần, chỉ có hai người bọn họ, có lẽ có thể hảo hảo nói một chút. Tốc độ của hai người không nhanh, Yến Bát Huyền vốn là nghĩ kéo dài thời gian, chờ vòng thứ hai tranh tài kết thúc, hắn tự nhiên thì sẽ thả Tiêu Phàm trở về. Trên đường đi, hai người trầm mặc không nói. Yến Bát Huyền tiền bối, thật lâu biết rõ. Tiêu Phàm mới nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trở về tham gia vòng thứ hai thi đấu, tất nhiên hai vị tiền bối đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi rất tự tin, Yến Bát Huyền quay đầu nhìn Tiêu Phàm một cái. Vòng thứ hai tương đương với từ bỏ tranh tài, hắn lại còn chuyện trò vui vẻ, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn cũng không tin trước mắt tiểu tử này chỉ là một cái hạ phẩm thánh tôn.
không phải tự tin, tất nhiên ta đáp ứng người khác sự tình, tự nhiên muốn làm đến. Tiêu Phàm nhìn qua quảng trường phương hướng nói. Hừ, Yến Bát Huyền sắc mặt khó coi, hắn rất muốn một cái tát tát chết tiểu tử này, có thể nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Vừa rồi Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người đồng thời nở rộ thượng phẩm pháp tôn khí thế, không phải là vì chấn nhiếp hắn sao? Huống hồ, Lục Bá Hậu bọn họ đã nhượng bộ, vòng thứ hai có thể đem điểm số san bằng, tiến vào vòng thứ ba, Yến Bi Ca cơ hội thắng lợi liền muốn lớn rất nhiều. Phải biết, tiến vào vòng thứ ba, trên cơ bản cũng sẽ là vạn thánh các người, những người này, đại đa số đều sẽ nghe mệnh lệnh của hắn, đến lúc đó đùa bỡn Tiêu Phàm, còn không phải rất đơn giản sự tình. Lúc này, quảng trường phía trên, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người nhìn nhau, nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Yên tâm đi, hắn không dám ứng phó Tiêu Phàm, Trương Văn Cẩn trầm giọng nói. Nếu như không phải là vì thông qua bình thường con đường tiến vào vạn thánh điện, lão tử đã sớm diệt lão tiểu tử kia. Lục Bá Hậu sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm không phải rất tự tin sao, tin tưởng hắn một lần a? Trương Văn Cẩn lắc đầu. Nói xong, hai người đồng thời rút về ý niệm, không có tiếp tục dám thị Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, cỗ kia áp lực cực lớn biến mất. Xem ra, vừa rồi lời nói rất có hiệu quả. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn vừa rồi nói những lời kia, chính là cố ý nói cho Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người nghe. Hắn muốn đúng là hai người tin tưởng hắn, sau đó yên tâm nhường hắn cùng Yến Bát Huyền một chỗ. Hiện tại hai người rút về ý niệm, hiển nhiên hắn là thành công. Một đường tiến lên, Tiêu Phàm đi theo Yến Bát Huyền đi tới một chỗ sơn động bên ngoài, còn có hai cái tu sĩ thủ ở nơi đó, nhìn thấy Yến Bát Huyền đến, hai người cung kính hành lễ. Yến Bát Huyền tựa như không thấy được bọn họ đồng dạng, mang theo Tiêu Phàm đi thẳng vào. Sơn động rất rộng rãi, cùng nói là một cái sơn động, còn không bằng nói là một chỗ động phủ, bên trong không thiếu gì cả. Chỗ sâu sơn động khoảng cách mấy trăm mét, Yến Bát Huyền ở một gian thạch thất bên ngoài ngừng lại. Trong thạch thất, nằm ba bóng người, mỗi cá nhân trên người đều có chút vết thương, máu tươi chảy xuôi, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thí thần, Ma Toan, Thần Phong, Tiêu Phàm đi tới thạch thất bên ngoài, lớn tiếng kêu lên. Không sai, nơi này không chỉ có nhốt thí thần, ngay cả Thần Phong cùng cửu U Ma Toan cũng bị nhốt áp ở chỗ này. Nhìn thấy ba người còn sống, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống, hắn có thể sợ Thần Phong cùng cửu U Ma Toan hai cái bị thiên hoang người giết đi. Lão đại, tộc trưởng tiểu tử, thí thần ba người bọn họ nghe được Tiêu Phàm thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút không dám tin bản thân nghe được. Là ta. Tiêu Phàm vội vàng trả lời, sau đó tức giận nhìn xem Yến Bát Huyền nói, người đem bọn họ như thế nào? Không làm sao, chỉ là phong ấn bọn hắn tu vi mà thôi. Yến Bát Huyền lơ đễnh nói, lấy tay vung lên, thạch thất cấm chế mở ra. Tiêu Phàm lách mình vọt vào, từng cái kiểm tra ba người thân thể, nhìn thấy ba người xác thực chỉ là thụ điểm vết thương ngoài da, mới bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó lấy ra mấy cái đan dược nhét vào trong miệng vài người. Lại để cho Yến Bát Huyền giải trừ bọn họ thể nội phong ấn. Yến Bát Huyền ngược lại là không có cự tuyệt, hắn muốn chỉ là Tiêu Phàm từ bỏ vòng thứ hai tranh tài mà thôi, cái này đã đạt đến yêu cầu của hắn. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân tùy ý chộp tới ba người, vậy mà thời điểm then chốt còn có tác dụng lớn như vậy. Lão đại, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới khôi phục một điểm tinh thần khí, hiển nhiên những ngày qua bị hành hạ không nhẹ. Việc này sau này hãy nói, các ngươi trước vào ta thể nội thế giới chữa thương. Tiêu Phàm cho ba người một ánh mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba người liền biến mất ở trong thạch thất, xem như thành công bị giải cứu. Chớ nóng vội, thời gian còn sớm. Yến Bát Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi thạch thất, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt tập trung vào hắn. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, Tiêu Phàm lại là đối diện với hắn ghế đá ngồi xuống, nói cũng đúng. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta nói một lần chuyện hợp tác. Hợp tác, Yến Bát Huyền sững sờ, không biết Tiêu Phàm là ý gì, khinh thường nói, liền bằng ngươi, cũng có tư cách cùng lão hủ hợp tác. Tiêu Phàm lại là không những không giận mà còn cười, nhún nhún vai nói,
nhưng ngươi người lấy được đan hội quán quân đều không hứng thú mà nói, vậy ta xác thực không có gì để nói. Yến Bát Huyền nghe vậy, trực tiếp từ ghế đá kinh hãi ngồi lên, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Dù cho hắn tu vi kinh người, đạt đến trung phẩm pháp tôn cảnh, cũng khó mà tin được bản thân nghe được. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Yến Bát Huyền trầm giọng nói. Nếu như nói, Tiêu Phàm ở ngay trước mặt hắn, nói mình nhất định cầm đan hội quán quân, hắn còn biết tin tưởng, thậm chí dù cho mắng hắn, cũng tính hợp tình hợp lý. Nhưng Tiêu Phàm vậy mà nói, có thể cho hắn người lấy được đan hội quán quân, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Tiểu tử này chẳng lẽ dám cõng Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, làm ra có lỗi với bọn họ sự tình. Ta nói, ta có thể cho ngươi người lấy được đan hội quán quân. Tiêu Phàm cơ hồ từng chữ nói ra nói, trên mặt tràn đầy một loại khó mà nói rõ tự tin. Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Tiểu tử, ngươi thật vẫn tự cho là đúng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cầm tới quán quân. Yến Bát Huyền đột nhiên cũng hứng thú, tiểu tử này có vẻ như không phải đơn giản như vậy a. Đây là thực lực, Tiêu Phàm mỉm cười, bắt chéo hai chân nói, kỳ thật từ bỏ vòng thứ hai cũng tốt, bằng không cũng không có cái gì chơi vui. Yến Bát Huyền thần sắc như thường, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sau một hồi lâu, Yến Bát Huyền mới phun ra mấy chữ, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn bọn họ chết sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, muốn đúng a, ta cũng muốn. Yến Bát Huyền nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, hắn nội tâm hoài nghi. Tiểu tử này chẳng lẽ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bọn họ phái tới thăm dò bản thân a? Bất quá rất nhanh lại hủy bỏ loại này ý nghĩ, bọn họ thế nhưng là thượng phẩm pháp tôn a, tất yếu thăm dò bản thân sao? Bọn họ nếu là thật sự nghĩ động thủ, toàn bộ Vạn Thánh Các cũng đỡ không nổi. Tiểu tử, ta là rất muốn giết bọn họ, nhưng ngươi cũng đã biết, hai người bọn họ đều là thượng phẩm pháp tôn. Thật lâu, Yến Bát Huyền cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nếu như không phải là bởi vì Vạn Thánh Các địa vị đặc thù, mới vừa rồi Trương Văn Cẩn hai cái tách ra toàn bộ thực lực thời điểm, hắn liền đã bỏ đi tranh đoạt đan hội vô địch ý nghĩ. Cùng hai cái thượng phẩm pháp tôn đấu, lấy cái gì đi đấu? Ta biết, để Yến Bát Huyền ngoài ý muốn là, Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ rất bình thản, nhưng ta biết bọn họ trên người có một cái chí mạng điểm, cái gì? Yến Bát Huyền không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn so với ai khác đều muốn biết rõ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trên người chí mạng điểm. Ta nếu nói cho ngươi, đoán chừng ta cũng không cái gì giá trị lợi dụng a. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể đem âm dương tạo hóa thú thân chúng kịch độc sự tình nói cho Yến Bát Huyền đây. Đến lúc đó Yến Bát Huyền diệt đi âm dương tạo hóa thú, khẳng định trước tiên liền sẽ giết mình, chiếm lấy trên người của hắn Vạn Thánh Dược Các. Yến Bát Huyền trầm ngâm chốc lát, nói chỉ cần diệt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, ta cam đoan ngươi yên ổn rời đi. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Tiêu Phàm lắc đầu. Vậy ngươi cùng lão hủ nói nhiều như vậy, chỉ là nói giỡn thôi sao? Yến Bát Huyền đã có chút giận, tiểu tử này đem mình làm trò khỉ, hắn không có lập tức động thủ, đã coi như là có thể ẩn nhẫn. Yến Bát Huyền, ngươi dù sao cũng là đời trước các chủ Yến Cửu Thiên tiền bối đại ca, nhưng ta cảm thấy ngươi cùng Yến Cửu Thiên tiền bối kém xa. Tiêu Phàm soi mói nói. Lần này đến phiên Yến Bát Huyền kinh ngạc, trong thiên hạ, biết rõ hắn là đời trước các chủ huynh trưởng người, đã không nhiều lắm. Dù cho Vạn Thánh Vân Giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiểu tử này lại là làm thế nào biết. Hơn nữa, Yến Cửu Thiên danh tiếng, cho dù Vạn Thánh Vân Giới, cũng chưa có người biết a, dù sao đã qua vài vạn năm thời gian. Chờ. Người gặp qua Cửu Thiên, Yến Bát Huyền đột nhiên kịp phản ứng. Không sai, ta đã thấy. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay ở giữa, hư không lập tức xuất hiện một bóng người, đúng là hắn trước đó nhìn thấy Kim Bào lão giả. Nhìn thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc, Yến Bát Huyền thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, lại cũng không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Không sợ nói cho ngươi, ta không dừng lại gặp qua Yến Cửu Thiên tiền bối, còn chiếm được Vạn Thánh Dược Các truyền thừa. Hiện tại, ta là Vạn Thánh Dược Các các chủ. Tiêu Phàm khí chất bỗng đại biến, trở nên cao cao tại thượng. Dù cho đứng ở trước mặt hắn là một cái trung phẩm pháp tôn, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Một sát na kia, Yến Bát Huyền đều tin tưởng, thần sắc hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không nhận ta cái này các chủ,
nhưng là... Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, lời nói xoay chuyển nói, vì Vạn Thánh Vân Giới, ngươi sẽ cùng ta hợp tác. Vì Vạn Thánh Vân Giới, Yến Bát Huyền yên lặng. Nói thật, hắn nghĩ lấy được Vạn Thánh Dược Các truyền thừa, thậm chí tiến vào Vạn Thánh Điện, cũng chỉ là cá nhân tư dục mà thôi, căn bản không nghĩ cái gì Vạn Thánh Vân Giới. Nhưng câu nói này từ một cái người ngoại lai trong miệng nói ra, cái này khiến hắn cảm thấy có chút châm chọc. Không sai, người cũng sống vài vạn năm, nghĩ đến nghe nói qua âm dương tạo hóa thú a. Tiêu Phàm chậm rãi dẫn dắt đến Yến Bát Huyền. Âm dương tạo hóa thú, bản tôn tự nhiên biết rõ, đó là Vạn Thánh Dược Các chân áp thần thú. Yến Bát Huyền thốt ra. Tiêu Phàm cười cười, nói, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, những năm này ở trước mặt ngươi Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, chính là âm dương tạo hóa thú trở thành, ngươi tin không? Không có khả năng, Yến Bát Huyền không chút nghĩ ngợi trả lời, âm dương tạo hóa thú bị trấn áp vô số tuế nguyệt, làm sao có thể thoát hiểm? Ngươi có thể phái người đi xem một chút, Tiêu Phàm lơ đễnh nói, hắn cũng muốn từ Yến Bát Huyền nơi này lấy được chứng minh. Tốt, bản tôn tự mình đi một chuyến, ngươi ngay ở chỗ này. Yến Bát Huyền để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, Yến Bát Huyền lần nữa trở về, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ủ rũ. Hiện tại ngươi tin tưởng, nhìn thấy Yến Bát Huyền thần sắc, Tiêu Phàm mình cũng được đến mình muốn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta sớm nên nghĩ tới, ta sớm nên nghĩ tới. Yến Bát Huyền trách cứ tự nói ta liền nói, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người. Lại làm sao có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn đây? Bọn họ vẫn không có hiển lộ bản thân khí tức, người nhìn không ra cũng bình thường. Tiêu Phàm an ủi, hiện tại, chúng ta có thể hợp tác rồi à? Người không cần ôm may mắn, vô luận âm dương tạo hóa thú có hay không lấy được vật hắn muốn, vì cho hả giận, hắn cũng có diệt đi Vạn Thánh Vân Giới. Không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, Yến Bát Huyền so Tiêu Phàm hiểu thêm âm dương tạo hóa thú đáng sợ. Cần ta làm cái gì? Yến Bát Huyền đã giải trừ nét mặt hầm hố, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng sẽ không chán ghét như vậy, dù sao, Tiêu Phàm có thể là đệ đệ hắn coi trọng người. Người cần làm hai chuyện, Tiêu Phàm thở sâu, thuyết phục Yến Bát Huyền, hắn cũng giống như hoàn thành hai kiện đại sự đồng dạng, ngay sau đó đem trong lòng mình sơ bộ kế hoạch nói đơn giản một lần. Hai chuyện này ta nhất định mau chóng làm được, có thể âm dương tạo hóa thú, là thượng phẩm pháp tôn tu vi. Yến Bát Huyền còn có chút bận tâm. Ta không phải biết rõ hắn nhược điểm chí mạng sao, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin, đứng lên nói, tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng cần phải trở về. Tiêu Phàm cùng Yến Bát Huyền trở về thời điểm, đan hội vòng thứ hai vừa lúc kết thúc. Tiểu Hữu, Yến lão quỷ không có tìm ngươi làm phiền a? Lục Bá Hậu ngay trước Yến Bát Huyền mặt hỏi, vẻ mặt bất thiện nhìn xem Yến Bát Huyền. Tìm phiền toái thật không có, bất quá hắn muốn cho ta từ bỏ vòng thứ ba tranh tài. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Ngươi dám, Lục Bá Hậu tức giận trừng lớn hai mắt. Hừ, Yến Bát Huyền lạnh rên một tiếng, hắn thật không biết, Tiêu Phàm từ đâu tới lá gan, dám tính toán Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu. Bất quá, hắn nội tâm cũng càng ngày càng tin tưởng Tiêu Phàm, trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, xác thực trở nên có một số khác biệt. Không bao lâu, đan hội vòng thứ hai thành tích đi ra. Yến Bi Ca luyện chế thành công ra tứ tinh đan dược, hơn nữa phương diện khác biểu hiện cũng có thể xưng hoàn mỹ, chiếm được 75 phân, tổng điểm vậy mà vượt qua Tiêu Phàm. Yến Bi Ca quét qua chán trường, dường như lại khôi phục những ngày qua tự tin. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy thương hại, âm thầm lắc đầu. Vòng thứ hai tranh tài vậy mà từ bỏ, thật không biết hắn từ đâu tới tự tin a. Hiện tại Yến Sư Huynh đã đuổi theo tới, vòng thứ ba, cơ hồ không có hy vọng gì. Ai nói không phải đây, vòng thứ ba, thế nhưng là đấu đan, mỗi hai người làm một tổ, đồng thời luyện chế đồng dạng đan dược, ai tốc độ luyện chế nhanh, người đó liền có thể thắng được, mỗi thắng được một trận, liền thêm 10 giờ, hắn nhất định phải thua. Không sai, hơn nữa tất cả mọi người ở cùng một cái nơi trốn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thật nhiều người quấy rối hắn. Sẽ không để cho hắn luyện chế thành công. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Dù sao, đấu đan thế nhưng là Vạn Thánh Các sân nhà, có thể tham gia đan hội người, đại bộ phận đều là Vạn Thánh Các luyện đan sư,
tả hữu hai các tu sĩ 10 điểm thưa thớt. Tiêu Phàm muốn đang bị quấy rối tình huống phía dưới, luyện chế thành công suất đan dược, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiêu Phàm ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì, ổn thỏa Thái Sơn, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Không phải liền là đấu đan sao? Không phải liền là rất nhiều người tìm phiền toái sao? Nếu như người khác sẽ còn e ngại, nhưng hắn là Tiêu Phàm a, hắn có được linh hồn miễn dịch cùng phân liệt năng lực, căn bản không cần thiết e ngại. Dù sao, cái này không phải chân chính đại sát, chỉ có thể lấy đan đạo thủ đoạn ứng phó người khác. Hơn nữa, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tiến vào một mảnh vạn thánh điện hư nghĩ không gian bên trong, dù sao ngoại giới cũng không nhìn thấy, hắn Tiêu Phàm hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ đối phó một số người này. Huống chi, những người này mạnh nhất, cũng chỉ có thượng phẩm thánh tôn mà thôi. Nếu là thiên hoàng tuyệt thế thiên kiêu, Tiêu Phàm có lẽ rất khó vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nhưng luyện đan sư, chỉ là tu vi cao mà thôi. Bọn họ suốt đời tinh lực cũng tốn phí đang luyện đan phía trên, năng lực thực chiến có mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây? Nếu như Yến Bát Huyền biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không có từ bỏ đan hội vô địch ý tứ, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu. Sớm biết hẳn là hỏi một chút Yến Cửu Thiên cùng Trương Văn Cẩn bọn họ, vạn thánh dược các ứng phó âm dương tạo hóa thú thủ đoạn là cái gì? Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ buồn bực. Lúc ấy hắn nghĩ lấy chờ đến vạn thánh truyền thừa cùng chữa trị vạn thánh dược điển về sau, mới hảo hảo hỏi thăm ứng phó âm dương tạo hóa thú phương pháp. Nhưng ai ngờ, khi hắn khi tỉnh lại, Yến Cửu Thiên cùng Trương Văn Cẩn bọn họ tàn niệm đã biến mất. Vạn thánh truyền thừa bên trong ghi chép, đời thứ nhất các chủ sở dĩ có thể trấn áp âm dương tạo hóa thú, công lao thật lớn là thần hỏa thiên lân, vạn thánh điện bên trong còn cất giấu một sợi thiên lân thần hỏa, có lẽ có ít tác dụng. Tiêu Phàm trong lòng không ngừng tự hỏi, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, mà chỉ có đoạt được đan hội quán quân người, mới có cơ hội tới gần vạn thánh điện, về phần có thể không thể tiến vào vạn thánh điện, liền phải dựa vào thực lực của mình. Vì thần hỏa thiên lân bản danh hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng nhất định phải cầm tới đan hội quán quân. Về phần có thể không thể dùng để ứng phó âm dương tạo hóa thú, vậy hắn cũng không biết. Hắn sở dĩ cùng Yến Bát Huyền nói nhiều như vậy. Cũng là nghĩ mượn tay của đối phương, làm được một chút bản thân không cách nào làm được chuyện. Nếu như có thể thành công, mới có thể kiềm chế lại âm dương tạo hóa thú. Hiện tại, ta tuyên bố, đan hội vòng thứ 3 đấu đan bắt đầu. Yến Bát Huyền ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, tuyên bố. Cái gọi là đấu đan, chính là hai người đồng thời luyện chế cùng một loại đan dược, toàn bộ quá trình sẽ không đi tổng hợp cân nhắc cái gì luyện dược thủ pháp, khống hỏa năng lực. Nó chỉ nhìn kết quả, ai cuối cùng luyện chế thành công suất đan dược, hơn nữa luyện chế tốc độ càng nhanh, người đó liền có thể thắng được. Quy tắc rất đơn giản, thô bạo. Đương nhiên, ở đấu đan quá trình bên trong, có lẽ sẽ có người khác quấy rối, nhưng chủ yếu hơn chính là, trong quá trình luyện chế là không có bao lâu thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc đó thắng được tích phân giống nhau người, có thể không ngừng khiêu chiến, thu hoạch cao hơn tích phân. Như Tiêu Phàm. Có thể sẽ không ngừng có người khiêu chiến hắn, tiêu hao hắn tâm thần cùng lực lượng, cũng thì tương đương với ở làm hao mòn hắn thực lực. Nhưng Yến Bi Ca, hắn gặp đối thủ, khả năng trực tiếp nhận thua. Kể từ đó, hắn cuối cùng gặp gỡ Tiêu Phàm lúc, tâm thần không có nửa điểm tiêu hao, mà Tiêu Phàm lại đã sớm tiêu hao nghiêm trọng. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, Tiêu Phàm có thể chịu đựng đến cùng. Bởi vì bất luận cái gì một trận thất bại, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, mang theo lấy được tích phân, sớm kết thúc vòng thứ 3. Yến Bát Huyền như vậy tự tin, Yến Bi Ca có thể ở vòng thứ 3 thắng được, cũng là bởi vì dạng này quy tắc. Vòng thứ 3 tổng cộng có gần 200 cá nhân tấn cấp, một người nếu như một mực khiêu chiến tiếp, cao nhất cũng liền có thể có được 80 điểm tả hữu. Đây cũng là vì sao Yến Bát Huyền vội vã như thế, muốn để Tiêu Phàm từ bỏ vòng thứ 2 nguyên nhân. Nếu như Tiêu Phàm vòng thứ 2 cùng Yến Bi Ca một mực duy trì 70 phân chênh lệch, cái kia vòng thứ 3 hầu như không cần so, Tiêu Phàm liền sẽ trở thành đan hội quán quân. Mà bây giờ, hai người chỉ có 5 phần chênh lệch, cuối cùng ai có thể trở thành đan hội quán quân, vậy nhưng liền khó nói chắc. Nói xong, Tiêu Phàm chờ 200 người, tất cả đều lần nữa đi vào quảng trường nhỏ, đồng thời thôi động trong tay tư cách lệnh bài.
Bọn họ nhìn như không động, nhưng tâm thần đã toàn bộ tiến nhập cùng một không gian, chuẩn bị vòng thứ ba đấu đan. Yến Bát Huyền nhìn quảng trường nhỏ một cái, lại cười lạnh chừng Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn một cái, truyền âm nói, vòng thứ ba 208 người, có 160 người là vạn thánh cát, các ngươi cảm thấy còn có thể thắng sao? Vậy cũng chưa hẳn, Trương Văn Cẩn híp hai mắt nói. Tiểu tử kia một cái hạ phẩm thánh tôn, coi như hắn thật có thể luyện chế đan dược, có thể hắn tâm thần cùng linh hồn chi lực, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng a. Yến Bát Huyền tự tin nói. Cái này vòng thứ ba, cho dù Tiêu Phàm không nhường, Yến Bát Huyền cũng tự tin Yến Bi Ca có thể có được người thứ nhất. Huống chi Tiêu Phàm còn đáp ứng, để Yến Bi Ca trở thành người thứ nhất đây. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trầm mặc không nói, bọn họ cũng không coi trọng Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm vòng thứ nhất lộ ra siêu cấp thiên phú, bọn họ vòng thứ hai tuyệt sẽ không để Tiêu Phàm đi theo Yến Bát Huyền rời đi. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau một hồi lâu, Trương Văn Cẩn cắn răng phun ra mấy chữ. Ta cũng không muốn cùng các ngươi ở trong này lãng phí thời gian. Yến Bát Huyền cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay nghênh ngang rời đi. Vạn Thánh Điện không gian bên trong. Tiêu Phàm chờ 208 người đồng thời xuất hiện ở một mảnh rộng rãi quảng trường phía trên, mặc dù đám người biết rõ đây là không chân thực tồn tại không gian, nhưng nhìn qua cùng chân thật không gian không có bất kỳ cái gì khác biệt. Quảng trường phía trên, trưng bày rất nhiều lò luyện đan, mỗi hai cái một tổ. 208 người, vừa lúc 208 tòa lò luyện đan. Tiêu Phàm đột nhiên hiểu ý cười một tiếng. Hắn tựa như minh bạch cái này vòng thứ ba đặc biệt quy tắc. Tiêu Phàm đi tới một tòa lò luyện đan trước mặt, đứng ở bên cạnh hắn là một cái hắc bào nam tử, hạ phẩm thánh tôn cảnh tu vi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Tiểu tử, ngươi là không thắng được Yến Bi Ca sư huynh, tốt nhất hay là buông tha đi. Hắc bào nam tử cười nói. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Hừ. Rượu mời không uống uống rượu phạt, hắc bào nam tử lạnh rên một tiếng. Mà lúc này, ải thứ nhất luyện chế đan dược cũng đi ra, chính là nhất tinh thánh nguyên long đan. Loại này đan dược, Tiêu Phàm cũng nếm qua, hiệu quả là có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lực cùng bản nguyên chi lực, đột phá thánh tôn cảnh sau Tiêu Phàm không có thử, không biết có hiệu quả hay không. Nhưng là, hắn lấy được vạn thánh ký ức bên trong. Lại là có vô số loại liên quan tới nhất tinh thánh nguyên long đan phương pháp luyện chế. Nếu như chỉ là so tốc độ cùng xác suất thành công, Tiêu Phàm cầm giữ hoàn toàn chắc chắn. Bất quá hắn biết rõ, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi không phải muốn thắng ta sao, còn lo lắng cái gì? Hắc bào nam tử cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn khoanh tay, căn bản không có luyện chế ý tứ. Vậy ta bắt đầu, Tiêu Phàm mỉm cười. Hắn làm sao không biết hắc bào nam tử điểm tiểu tâm tư kia đây? Đáng tiếc, lần này sợ là muốn để hắn thất vọng rồi. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay đánh ra từng đạo thủ ấn, vô số thần văn lưu chuyển mà ra, ở hắn chung quanh ngưng tụ thành một cái quang cháo, đem hắn cùng luyện đan lô bao phủ ở bên trong. Không đợi hắc bào nam tử kịp phản ứng, Tiêu Phàm đã đem một bên đã sớm chuẩn bị xong dược liệu ném vào trong lò luyện đan. Trận pháp kết giới. Hắc bào nam tử trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là có thể ở Tiêu Phàm luyện đan thời điểm, không ngừng quấy rối Tiêu Phàm, có thể làm sao biết, gia hỏa này vậy mà lại bố trí trận pháp, trực tiếp đem bản thân ngăn cách bên ngoài. Hắn thử nhiều lần công kích, nhưng căn bản không làm gì được trận pháp mảy may, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Cái này nha chính là luyện đan sư tranh tài A, người đưa tay ở giữa liền bố trí một cái trận pháp. Không biết còn tưởng rằng là trận pháp sư tranh tài đây. Quấy rối Tiêu Phàm, đoán chừng là không thể nào. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có ở luyện đan nhất đạo bên trên đánh bại Tiêu Phàm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia biến thái thủ pháp luyện chế lúc, hắc bào nam tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Dựa theo Tiêu Phàm loại này tốc độ, đoán chừng thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể luyện chế thành công suất đan dược. Hơn nữa, trong tay hắn hỏa diễm rất đáng sợ, vậy mà đạt đến tôn hỏa cấp, trong thiên địa tôn cấp hỏa diễm, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay A, cái này lại là cái gì hỏa diễm? Chờ, hắn cái này thủ pháp luyện chế, là thất truyền mấy vạn năm tinh vũ lưu thiên thủ. Hắc bào nam tử kinh hô, thủ pháp này không phải không lành lặn,
chỉ còn lại có một thức nửa thức sao, hắn vậy mà hiểu được hoàn chỉnh thủ pháp. Hắn tài luyện đan kỳ thật không tính kém, nhưng thấy đến Tiêu Phàm liền thất truyền mấy vạn năm hoàn chỉnh thủ pháp luyện chế lúc, hoàn toàn từ bỏ luyện chế dự định. Tinh Vũ Lưu Thiên Thủ, nhưng là hắn biết đông đảo thủ pháp luyện đan bên trong tốc độ nhanh nhất. Hắn lấy cái gì đi so? Bang đương, không đợi hắn kịp phản ứng, lò luyện đan nắp lò mở ra, chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay một chảo, một vệt sáng từ trong lò luyện đan bắn ra, không kém chút nào rơi vào Tiêu Phàm trong bình ngọc trong tay. Hắc bào nam tử biết rõ Tiêu Phàm tốc độ luyện chế sẽ rất nhanh, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy, không hổ là danh xưng nhanh nhất thủ pháp luyện chế một trong Tinh Vũ Lưu Thiên Thủ. Nha, người cũng luyện chế xong. Nhìn thấy một bên hắc bào nam tử kinh ngạc nhìn bản thân, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Hắc bào nam tử khóe miệng giật một cái gì gọi là ta cũng luyện chế xong, ta đây còn chưa bắt đầu tốt ha. Người nha, tốc độ này cũng quá nhanh, ta lấy cái gì đi liều. Bất quá, khi hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, nguyên lai ra hỏa này là cố ý đùa bản thân. Không có ý tứ, ta thắng. Tiêu Phàm lung lay bình ngọc trong tay. Hắc bào nam tử sắc mặt khó coi, thế nhưng là lại cũng không nói ra được cái gì giễu cợt ngữ. Mà lúc này, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hắn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt giống như trong bức họa thân ảnh bị xóa đi, cùng lúc đó biến mất, còn có trước người lò luyện đan. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cười. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng vạn thánh các người có thể gian lận đây, đoán chừng bại bởi Yến Bi Ca, nhưng hắn điểm số tăng vọt. Nhưng hiện tại xem ra, đó là không có khả năng. Vòng thứ ba quy tắc, chỉ cho phép cùng số điểm người đấu đan, bọn họ coi như phải thua bởi Yến Bi Ca, cũng phải đánh bại những người khác lại nói. Yến Bát Huyền đoán chừng là nghĩ đến vạn thánh các người mài chết bản thân, vừa vặn làm trận pháp sư Tiêu Phàm, căn bản không sợ bị người tiêu hao. Ngược lại là Yến Bi Ca, hắn cũng đồng dạng đang không ngừng tiêu hao bên trong, dù sao, vòng thứ ba chỉ có luyện chế thành công suất đan dược, mới có thể tấn cấp. Vạn thánh các người chính là muốn nhận thua, cũng không khả năng a. Ngược lại là Tiêu Phàm tốc độ luyện chế so Yến Bi Ca nhanh hơn không ít. Hắn thời gian nghỉ ngơi ngược lại nhiều rất nhiều. Cuối cùng ai mài chết ai, còn chưa nhất định đây. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, yên lặng chờ vòng thứ nhất đấu đan kết thúc. Kém không hơn nửa canh giờ thời gian về sau, ải thứ nhất cuối cùng kết thúc, trong lúc đó còn có một cái để Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc niềm vui ngoài ý muốn. Kia liền là, Phàm là vượt qua nửa canh giờ chưa từng luyện chế ra đan dược người, trực tiếp bị đào thải. Dạng người này không nhiều, nhưng cũng có mười mấy người a. Cuối cùng thẳng tiến ải thứ hai, chỉ có 96 người, khó trách nói vòng thứ ba đan hội, tối đa cũng chỉ có thể có đến 80 đến phân. Cứ theo đà này, 80 điểm đều là hy vọng xa vời. Rất nhanh, lần thứ hai đấu đan bắt đầu, lần này luyện chế là một cái nhị tinh chân hồn thánh đan. Chân hồn thánh đan, Tiêu Phàm cũng có hiểu biết. Đây là một loại có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực đan dược, giá trị có thể so sánh đồng phẩm giai thánh nguyên long đan muốn chân quý rất nhiều. Đồng dạng, hắn độ khó luyện chế cũng phải rất cao nhiều, so với lần thứ nhất đấu đan, lần này đấu đan độ khó ít nhất là gấp 10. Chỉ là cứ như vậy đấu đan quy tắc, cửa thứ ba sẽ phải luyện chế tam tinh đan dược, tất cả mọi người tại chỗ, lại có bao nhiêu người có thể đủ ở nửa canh giờ bên trong luyện chế ra tam tinh đan dược đây? Lúc đầu đan hội, là tất cả mọi người có thể tham dự, chỉ là Yến Bát Huyền cưỡng ép cải biến quy tắc mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng phân tích. Dừng một chút, lại nói, có lẽ, liền Yến Bát Huyền chính mình cũng không biết, mặc dù quy tắc biến, nhưng đấu đan quy tắc lại không có thay đổi gì, bất quá cái này đối ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Có được vạn thánh đan đạo trí nhớ Tiêu Phàm, tự nhiên là tràn đầy tự tin. Tiểu tử, thức thời, trực tiếp xéo đi. Một đạo phách lối thanh âm phá vỡ Tiêu Phàm là suy nghĩ. A Tiêu Phàm cười lắc đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, rất nhanh liền chìm vào nhị tinh chấn hồn thánh đan luyện chế. Quát lớn Tiêu Phàm, là một cái thanh bào nam tử, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Trên người hắn tản ra cường đại khí tức, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Phàm linh hồn chi lực. Nhưng mà... Tiêu Phàm căn bản liền con mắt đều không liếc hắn một cái, chỉ là khẽ cười một tiếng, liền tiếp tục luyện đan. Thanh bào nam tử thấy thế,
lập tức giận không kềm được. Tiểu tử này vậy mà không đem bản thân lời nói để ở trong lòng, ngược lại xem như gió bên tai, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Hắn mặc dù đứng tại chỗ bất động, nhưng trung phẩm thánh tôn khí thế lại là không chút nào cất giữ nở rộ mà ra, hóa thành một cỗ ngập trời khí lãng phóng tới Tiêu Phàm. Dám ở ngay trước mặt ta luyện đan, thật coi ta không tồn tại sao? Nhưng mà sự thật chứng minh, Tiêu Phàm xác thực xem như hắn không tồn tại, quanh người hắn trận pháp kết giới, ở cái kia công kích tới gần thời điểm, bỗng hiện lên, trực tiếp đem trung phẩm thánh tôn khí thế đều đàn hồi ngược lại. Thanh bào nam tử một cái lảo đảo, lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nhịn không được vuốt vuốt hai mắt, thật không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Người vậy mà mang theo trận bàn, thanh bào nam tử kinh hô, ngay sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, nơi này là vạn thánh điện đặc biệt không gian, trận bàn không có khả năng mang vào, trừ phi mình bố trí trận pháp. Nói đến đây, thanh bào nam tử cùng lúc trước hắc bào nam tử một dạng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử này vậy mà không chỉ là luyện đan sư, vẫn là một cái siêu cấp trận pháp sư. Không được, nhất định phải quấy rối hắn, nhưng hắn thất bại, lại không ra sao, cũng phải tiêu hao hắn tâm thần. Thanh bào nam tử trầm giọng nói. Muốn ở luyện đan nhất đạo bên trên chiến thắng Tiêu Phàm, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn chỉ là tiêu hao Tiêu Phàm tâm thần cùng linh hồn chi lực. Đợi đến Tiêu Phàm gặp gỡ Yến Mi Ca thời điểm, không bỏ ra nổi toàn bộ thực lực, tự nhiên là thua không nghi ngờ. Vừa dứt lời, thanh bào nam tử trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên xốc lên lò luyện đan, một vệt sáng bắn ra, rơi vào bình đan dược bên trong, tất cả động tác còn như nước chảy mây trôi. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hắn. Muốn đem hắn từ chỗ không gian này biến mất một dạng. Hắn thắng, thanh bào nam tử tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình, toàn thân lông tơ đứng đấy. Ngươi nha, lúc này mới bao lâu a, thời gian uống cạn chung trà không đến a. Không đúng, thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới, ngươi vậy mà đã luyện chế xong. Giờ khắc này, thanh bào nam tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thậm chí hoảng hốt. Dạng này tài luyện đan, thật là đáng sợ, dù cho rất nhiều trưởng lão, cũng chỉ đến như thế mà thôi, Yến Mi Ca lại tại sao có thể là hắn đối thủ. Đáng tiếc, hắn nghĩ nói cho Yến Mi Ca bọn họ, đều đã không kịp, một cỗ lực lượng bao phủ hắn, sau đó trực tiếp đem hắn ném ra mảnh không gian này. Khi hắn tỉnh lại sau, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Phàm một cái, sau đó không cam lòng đi ra quảng trường nhỏ. Yến Dịch sư huynh, ngươi làm sao cũng thua. Vừa đi ra vạn thánh điện phạm vi, một cái quen biết nữ tính tu sĩ đi tới, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Ta gặp được Tiêu Phàm, thanh bào nam tử Yến Dịch đắng chát cười nói. Tiêu Phàm, hắn không là vận khí tốt, mới thắng trận đấu thứ nhất sao, hắn tài luyện đan, làm sao có thể đánh bại ngươi. Nữ tử kia vẻ mặt không tin. Không chỉ nàng không tin, nàng chung quanh tu sĩ khác cũng không tin. Thanh bào nam tử Yến Dịch. Thế nhưng là cùng tuổi một đời bên trong, tài luyện đan tương đối cao, vẻn vẹn chỉ là yếu hơn Yến Mi Ca cấp bậc kia mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà thua, để đám người làm sao không kinh ngạc đây. Yến Dịch sư huynh, người cũng gặp gỡ Tiêu Phàm. Lúc này, một cái hắc bào nam tử đi tới, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ có thể nhận ra, đây không phải là vừa mới ải thứ nhất cùng hắn kêu gào người kia sao. Yến Dịch gật gật đầu, vẻ mặt buồn rầu. Yến Dịch sư huynh, chúng ta không cần thiết buồn rầu, cái kia Tiêu Phàm, cùng chúng ta không phải một cấp bậc, người cũng đã biết, hắn luyện chế một mai nhất tinh thánh nguyên long đan, hòa bao lâu thời gian sao? Hắc bào nam tử đau thương cười một tiếng. Bao lâu, Yến Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào nam tử, hắn lúc này mới ý thức được, người trước mắt này, cũng giống như hắn suối quẩy, gặp được Tiêu Phàm. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắc bào nam tử hít sâu một cái nói. Thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng chính là 3-4 phần chuông mà thôi, như thế ngắn ngủi thời gian, lại có thể luyện chế ra nhất tinh thánh nguyên long đan, đây cũng quá biến thái. Làm sao có thể, quả nhiên, bốn phía tu sĩ nghe được hắc bào nam tử lời nói, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thời gian uống cạn nửa chén trà, luyện chế ra nhất tinh thánh nguyên long đan, người cho rằng là nói giỡn sao. Đừng nói một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh, chính là vạn thánh các một đám trưởng lão,
cũng chưa chắc có thể làm đến a, khó trách bọn hắn không tin. Đây là sự thực, ta nhìn thấy hắn luyện chế nhị tinh trấn hồn thánh đan, vẻn vẹn mất thời gian uống cạn chung trà. Yến Dịch tin tưởng hắc bào nam tử lời nói. Thậm chí, hắn nhìn về phía hắc bào nam tử ánh mắt, có một tia đồng tình. Cùng là luân lạc chân trời người, hai người cộng đồng ý thức được, chỉ có thấy tận mắt Tiêu Phàm khủng bố tốc độ luyện đan, mới có thể sẽ tin tưởng. Đám người nghe được Yến Dịch lời nói, toàn bộ đều trầm mặc. Giờ khắc này, ở đây tu sĩ thật đều bị giật mình. Hắc bào nam tử khả năng nói dối, có thể Yến Dịch cũng không thể cũng nói dối a. Bọn họ đại biểu đều là vạn thánh các, lại làm sao có thể nâng lên tả hữu hai các luyện đan sư, mà dèm pha vạn thánh các đây. Một lần này, Yến Bì Ca sư huynh sợ là gặp gỡ đối thủ. Có người khẽ nói. Tiêu Phàm đáng sợ như vậy tốc độ luyện đan, cùng giai bên trong lại có mấy người có thể so sánh. Cách đó không xa, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nghe được mọi người tiếng nghị luận, hai người biết tâm cười một tiếng. Bọn họ một mực lo lắng đến Tiêu Phàm khả năng thất bại, thậm chí hắn đã làm tốt áp dụng cái thứ hai kế hoạch chuẩn bị. Mà bây giờ, vậy mà sớm nghe được tin tức tốt. Khó trách tiểu tử kia tự tin như vậy, nguyên lai thật có chút tài năng. Lục Bá Hậu không chút kiêng kỵ cười, lòng khẩn trương cũng chậm tĩnh lại. Yến Bát Huyền tại sao không thấy? Trương Văn Cẩn khá là cẩn thận, ngắm nhìn bốn phía, lại là không thấy được Yến Bát Huyền thân ảnh. Lục Bá Hậu lơ đễnh cười nói, đoán chừng cho rằng Yến Bi Ca tất thắng không thể nghi ngờ, chờ lấy chờ chút đi ra đánh chúng ta mặt đây. Chờ vòng thứ ba kết thúc, ai đánh ai mặt còn chưa nhất định. Trương Văn Cẩn gật gật đầu. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút ngưng trọng, hắn luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Yến Bát Huyền cũng không phải loại kia ngồi được vững người a, vừa có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi ra đánh mặt, nhưng mà đột nhiên biến mất, cái này khiến hắn trong lòng có chút lo lắng. Ngươi ở đây nhìn xem, ta trở về một chuyến. Trương Văn Cẩn suy nghĩ một chút nói. Ngươi là nói, Lục Bá Hậu nụ cười trên mặt biến mất, chiếm lấy là hết sức ngưng trọng. Cẩn thận một chút là chuyện tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Văn Cẩn thở sâu, dứt khoát rời khỏi quảng trường, hướng về hữu các vị trí đi. Mà lúc này, hữu các vị trí sơn cốc, sớm đã đến một tên khách không mời mà đến. Người kia biến hóa thành Trương Văn Cẩn bộ dáng, hoành hành không sợ, một đường thông suốt, rất nhanh là đến hữu các cấm địa một chỗ động phủ bên ngoài. Tiêu Phàm, hy vọng ngươi nói là sự thật. Giả Trương Văn Cẩn nhìn qua động phủ hít sâu một cái nói, ngay sau đó bỗng nhiên một trưởng vỗ ra động phủ cửa đá. Oanh, theo một tiếng nổ vang, cấm địa động phủ cửa đá ầm vang sụp đổ, bốn phía bố trí cấm chế, vẻn vẹn kiên trì hai cái hô hấp mà thôi. Ai, một đám hữu các tu sĩ nghe tiếng sát khí nặng nề chạy đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cửa ra vào thân ảnh. Lui ra, người kia ngữ khí lạnh như băng quát lớn, cường đại khí tức quét sạch mà ra. Áp tất cả mọi người tại chỗ không thở nổi. Là, các chủ, hữu các tu sĩ nhìn thấy tấm kia quát lớn mặt mũi của bọn hắn, cung kính cúi đầu, sau đó nhao nhao thối lui. Nhìn thấy động thủ người là Trương Văn Cẩn về sau, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tả các đã đi qua, nơi đó tàng không là cái gì đồ vật, duy nhất có thể giấu đồ địa phương, chỉ có nơi này. Người kia nói một mình, chậm rãi bước đi vào phía trước đường đi sâu thăm thẳm. Tiến vào tĩnh mịch thông đạo về sau, hắn thân hình cũng hơi hơi biến ảo, mấy tức về sau, Trương Văn Cẩn biến thành một cái khác khuôn mặt. Nếu như Trương Văn Cẩn bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận không thôi, người nhà, Yến Bát Huyền làm sao sẽ chạy tới nơi này. Không sai, chính là Yến Bát Huyền. Yến Bát Huyền tất nhiên đáp ứng cùng Tiêu Phàm hợp tác, tự nhiên không dám tất cả giữ lại. Đương nhiên, hắn dò xét tả hữu hai các. Cũng là nghĩ chứng minh Tiêu Phàm lời nói chân thật tính. Nhưng mà cho đến bây giờ, hắn là phát ra từ nội tâm tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm ngữ, hắn những năm này nhìn thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, 89/10 chính là âm dương tạo hóa thú. Nơi này, cũng là hắn sau cùng một chạm. Nếu như nơi này không cách nào tìm tới hắn nghĩ thứ muốn tìm, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm biện pháp ứng phó âm dương tạo hóa thú. Tiêu Phàm, hy vọng phân tích của ngươi không sai. Yến Bát Huyền thở sâu, tốc độ bỗng tăng tốc. Thông đạo mặc dù hắc ám ẩm ướt, vốn lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên không nói chơi,
Yến Bát Huyền mặc dù cần ăn đòn điểm, nhưng trung phẩm pháp tôn tu vi lại là thực sự. Chỉ chốc lát sau, một chỗ u ám không gian tiến nhập Yến Bát Huyền thực hiện bên trong, quỷ dị chính là, lấy hắn tu vi, nơi này vậy mà cho hắn một loại 10 điểm cảm giác bị đè nén. Hơn nữa, hắn linh hồn lực lượng ở trong này cũng nhận áp chế, quan sát cái gì cũng có chút mơ hồ. Đừng có nằm mộng, lão hủ sẽ không khuất phục. Lúc này, một đạo tức giận tiếng gầm vang lên. Thanh âm hết sức yếu ớt, từ thanh âm có thể đánh giá ra, chủ nhân của nó tình trạng cơ thể không phải rất tốt. Nhưng mà, Yến Bát Huyền nghe được thanh âm này, lại là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, theo nguồn thanh âm nhìn tới, kinh hỉ nói, Trương lão quỷ. U ám không gian trung ương, có một tòa bệ đá hai tuần, lưu động chất lỏng màu đen vừa lúc đem bệ đá thẩm thấu. Mà bệ đá, lại là nằm một cái bẩn thỉu thân ảnh, xương tỳ bà bị xuyên thấu, tứ chi bị xích sắt khóa lại, cả người nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy. Người này mặc dù bị hành hạ máu thịt be bét, nhưng Yến Bát Huyền vẫn là liếc mắt liền nhận ra, chính là Trương Văn Cẩn. Chỉ là, Trương Văn Cẩn quay đầu nhìn thấy hắn thời điểm, lại là hừ lạnh không thôi, hừ, cho là ngươi biến thành Yến Bát Huyền tên ngu xuẩn kia, liền có thể lừa dối lão hủ sao. Muốn lấy được vạn thánh bản nguyên chi lực, không có cửa đâu. Yến Bát Huyền tên ngu xuẩn kia. Yến Bát Huyền nghe nói như thế, mặt sạm lại, hận không thể giết chết Trương Văn Cẩn. Bất quá nghĩ đến muốn đối phó âm dương tạo hóa thú, Yến Bát Huyền không thể không nhịn ngụ lửa giận trong lòng âm thầm thề, chờ diệt âm dương tạo hóa thú, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Sau một hồi lâu, hắn mới dư vị lên Trương Văn Cẩn nửa câu nói sau, kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi nói, âm dương tạo hóa thú muốn có được vạn thánh bản nguyên chi lực. Nói xong, Yến Bát Huyền đã tới Trương Văn Cẩn vị trí bệ đá, vỡ nát bốn phía xiềng xích, giải trừ khóa lại xương tỳ bà hàn thiết câu. Trương Văn Cẩn nguyên bản còn chuẩn bị giãy giụa, phản kháng, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Yến Bát Huyền vậy mà thả hắn. Hắn không hề nghĩ ngợi, dùng hết tất cả khí lực, một bàn tay đánh phía Yến Bát Huyền. Trương lão quỷ, ngươi làm gì? Yến Bát Huyền sắc mặt đại biến, hắn tới cứu Trương Văn Cẩn, thật không nghĩ đến Trương Văn Cẩn sẽ đánh lén hắn. Cũng may Trương Văn Cẩn thụ thương thảm trọng, thực lực giảm đi nhiều, đánh ở trên người hắn, chỉ là ngứa một chút mà thôi. Ngươi thực sự là Yến lão quỷ. Trương Văn Cẩn sửng sốt một chút nhìn xem Yến Bát Huyền, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đến cứu bọn họ, lại là Yến Bát Huyền. Không phải ta, ngươi cảm thấy còn có ai sẽ đến cứu ngươi sao? Yến Bát Huyền vẻ mặt khó chịu nói. Hắn cùng với Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đấu cả một đời, một đấu chính là vài vạn năm, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, bản thân sẽ ra tay cứu hắn. Nhưng mà thế sự chính là kỳ diệu như vậy, bọn họ hiện tại có cùng chung địch nhân. Ăn hết, Yến Bát Huyền lấy ra một mai kim quang lóng lánh đan dược, nhét vào Trương Văn Cẩn trong miệng. Trương Văn Cẩn lúc này mới thật tin tưởng trước mắt Yến Bát Huyền, không phải âm dương tạo hóa thú biến thành. Lục lão quỷ đây, Yến Bát Huyền nhìn khắp bốn phía, lại là không thấy được Lục Bá Hậu thân ảnh. Trương Văn Cẩn sắc mặt khó coi, nói, Lục lão quỷ bị âm dương tạo hóa thú nuốt, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị luyện hóa, ngươi nếu không đến, ta cũng sẽ bị nó ăn. Âm dương tạo hóa thú, Yến Bát Huyền nắm đấm nắm chặt, hắn mặc dù đã chứng minh âm dương tạo hóa thú tồn tại, nhưng chân chính nghe được, vẫn là cực kỳ chấn kinh. Thở sâu, Yến Bát Huyền cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, lấy người ta thực lực, muốn dồn phục âm dương tạo hóa thú, sợ là tương đối khó khăn, nhất định phải cứu ra Lục lão quỷ. Vì tư lợi Yến Bát Huyền, lúc nào trở nên như thế đại công vô tư? Trương Văn Cẩn không quên đả kích nói ra. Hừ, lão tử vẫn luôn là vì vạn thánh dược các, khi nào ích kỷ qua. Là chính các ngươi một mực đối lão hủ có thành kiến mà thôi. Yến Bát Huyền tự nhiên là không tiếp thụ Trương Văn Cẩn đối với hắn đánh giá. Trương Văn Cẩn cũng không cùng Yến Bát Huyền tranh chấp, bất quá trên mặt lại là hiện ra vẻ tươi cười, có lẽ là bởi vì gặp được Yến Bát Huyền biến hóa, cho nên có chút vui mừng. Người bao lâu mới có thể khôi phục, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Yến Bát Huyền hỏi, Tiêu Phàm muốn hắn hoàn thành bài truyện, tìm tới Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn, hiện tại hắn đã tìm được. Thế nhưng là, đan hội vòng thứ 3 cũng mau phải kết thúc, đến lúc đó Tiêu Phàm nếu là thua,
âm dương tạo hóa thú nhất định sẽ bão nổi, bọn họ nhất định phải chế trụ âm dương tạo hóa thú mới được. Yến Bát Huyền, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình thời gian không nhiều lắm. Không đợi Trương Văn Cẩn trả lời, u ám không gian lối vào, đột nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn hai người đồng thời biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía cửa vào vị trí, nơi đó chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một bóng người, chính vẻ mặt cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Là tạo hóa âm thú, Trương Văn Cẩn hoảng sợ nói, thể nội công pháp nhanh chóng vận chuyển, muốn mau chóng khôi phục tu vi. Yến Bát Huyền cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn nhưng là biết rõ, âm dương tạo hóa thú hai cỗ thân thể, đều là thượng phẩm pháp tôn tu vi, hắn chưa chắc là trong đó một con đối thủ. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, tạo hóa âm thú cũng không ý định động thủ, ngược lại có chút hiếu kỳ nói, Yến Bát Huyền, bản tôn hoàn mỹ như vậy kế hoạch, ngươi là làm sao nhìn thấu. Tạo hóa âm thú nhìn chòng chọc vào Yến Bát Huyền, muốn từ trong miệng hắn biết rõ một đáp án. Hắn xác thực cực kỳ không hiểu, kế hoạch này hắn nhưng là bố trí không chê vào đâu được a. Yến Bát Huyền cho tới nay đều không nhận ra hắn thân phận, làm sao đột nhiên phát hiện ở liền khám phá đây. Hắn có thể không tin Yến Bát Huyền IQ đột nhiên tăng vọt, nhất định là có nguyên nhân khác. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Yến Bát Huyền cười lạnh nói. Hắn ngược lại là muốn bán rẻ Tiêu Phàm, tốt nhất để tạo hóa âm thú giết chết. Nhưng mấu chốt là, hiện tại tạo hóa âm thú cũng sẽ không bỏ qua hắn, bán rẻ Tiêu Phàm, còn không bằng để tạo hóa âm thú bản thân khó chịu đến thông khoái. Hừ, ngươi sẽ nói cho ta biết. Tạo hóa âm thú nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng về Yến Bát Huyền đi đến, ta ngược lại muốn xem, người xương cốt có hay không hai người bọn họ cứng như vậy. Lời còn chưa dứt, Yến Bát Huyền đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thật sự là tạo hóa âm thú trên người tán phát khí tức quá cường đại. Thượng phẩm pháp tôn, đây mới thật là thượng phẩm pháp tôn, cũng không phải cái gì huyễn cảnh. Không thể không nói, Yến Bát Huyền mặc dù vì tư lợi, nhưng vì vạn thánh dự các sự tình, vẫn là không sợ chết. Có lẽ, vạn thánh dược các cũng là sâu trong nội tâm hắn sau cùng một điểm kiên trì. Yến lão quỷ, ta đều không sợ chết, ngươi sợ cái rắm. Đột nhiên, bị thương rất nặng Trương Văn Cẩn đột nhiên giận mắng một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, vậy mà không kém gì hạ phẩm pháp tôn. Đoán chừng không được bao lâu, hắn thương thế khỏi hẳn, liền có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Yến Bát Huyền mặt đều muốn lục. Cái gì gọi là ngươi không sợ chết, ta liền không nên sợ chết, ngươi nha, đây không phải buộc để tạo hóa âm thú giết chết bản thân sao? Trương Văn Cẩn, ngươi xác thực rất ương ngạnh, ai ngờ, tạo hóa âm thú cũng không vội vã động thủ, ngược lại nhìn về phía Trương Văn Cẩn, nói, điểm này ngươi thắng, đáng tiếc, giữ lại ngươi cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Dứt lời, tạo hóa âm thú một bàn tay đánh ra, một đạo to lớn trưởng cương quét ngang mà ra. Tốc độ nhanh chóng. Không thể tưởng tượng, chớp mắt liền đi tới Trương Văn Cẩn trước người. Trương Văn Cẩn biểu tình dữ tợn, điều động toàn bộ lực lượng nghênh đón. Oanh một tiếng, trưởng cương nổ tung, Trương Văn Cẩn cũng bị dư uy đánh bay, trong miệng phun máu không ngừng, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hắn mặc dù vừa mới khôi phục đến hạ phẩm pháp tôn cảnh thực lực, có thể cùng thượng phẩm pháp tôn cảnh tạo hóa âm thú so sánh, vẫn như cũ không phải cùng một cái cấp độ. Run rế. Tạo hóa âm thú lạnh lùng phun ra hai chữ, thân thể của nó cũng đột nhiên chậm rãi phát sinh biến hóa, không còn bảo trì hình người, mà là biến thành một đầu trương tràn đầy đen kịt vảy quái vật. Từng tia sương mù màu đen từ trên người nó lan tràn ra, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, xa xa nhìn tới, giống như một đầu cự hổ, hung mãnh bá khí. Hắn dài đến 5 trượng, cao 2 trượng, phía sau mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, linh động hết sức, trên không trung nhẹ nhàng vũ động. Hiển nhiên, đây mới là tạo hóa âm thú bản thể. Nhìn thấy một màn này, Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền hai người đồng thời biến sắc, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Đan hội cũng nên kết thúc, nguyên bản còn muốn chờ bản tôn kế hoạch sau khi thành công lại giết ngươi, thật không nghĩ đến, ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết. Tạo hóa âm thú thanh âm khàn khàn vang lên, ẩn chứa một loại khí tức tang thương. Nó giống như mèo đồng dạng. Di chuyển lấy bước chân nhẹ nhàng, đầu hơi hơi câu lên, một đôi con ngươi đen nhánh đánh giá Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn. Yến Bát Huyền bị nó nhìn toàn thân run rẩy,
một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn, dọa đến hắn toàn thân đều khẽ run. Không phải ta, là Tiêu Phàm, tiểu tử kia gạt ta đối phó ngươi. Sợ hãi tử vong dường như tràn ngập Yến Bát Huyền não hải, hắn không còn bận tâm nhiều như vậy, chỉ muốn thoát khỏi việc này, để tạo hóa âm thú không còn ghi hận bản thân. Tiêu Phàm, tạo hóa âm thú kinh dị hết sức, tiểu tử kia vẫn luôn lộ ra rất ngoan thuận a, làm sao có thể muốn đối phó hắn. Đột nhiên, tạo hóa âm thú nở nụ cười, Yến Bát Huyền, người quả nhiên không phải bình thường tham sống sợ chết, lúc này, còn nghĩ kéo người khác đệm lưng. Tạo hóa âm thú hiển nhiên không tin Tiêu Phàm biết tính kế hắn, bởi vì Tiêu Phàm căn bản liền không biết mình tồn tại, mà là coi hắn là thành Trương Văn Cẩn. Trương Văn Cẩn thế nhưng là Tiêu Phàm ở luyện đan nhất đạo bên trên người dẫn đường a, lúc trước đem vạn thánh dược các đều giao cho Tiêu Phàm. Hơn nữa, hắn tôn nữ Trương Như Hi, vẫn là Tiêu Phàm đồ đệ đây. Tiêu Phàm lại làm sao biết hoài nghi hắn? Ở tạo hóa âm thú xem ra, Yến Bát Huyền lời nói là biết bao buồn cười. Tiêu Phàm đã sớm khám phá các ngươi thân phận, ngươi và Lục Bá Hậu hai người chính là âm dương tạo hóa thú, là hắn để cho ta tới tìm Trương Văn Cẩn. Yến Bát Huyền lo lắng giải thích. Yến Bát Huyền, ngươi im miệng. Lúc này, chân chính Trương Văn Cẩn tựa như ý thức được cái gì, nổi giận nói, ngươi đều sống vài vạn năm, liền chết đều xem không minh bạch sao. Ngươi biết, ta vốn là tham sống sợ chết. Yến Bát Huyền không có chút nào áy náy, ngược lại dương dương đắc ý. Yến Bát Huyền, người quả nhiên vẫn là Yến Bát Huyền. Ngược lại là tạo hóa âm thú nở nụ cười, nói tiếp, cái kia Tiêu Phàm còn biết một ít gì. Bây giờ còn chưa phải là hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm khám phá hắn thân phận, nói nhiều như vậy, chỉ là muốn tự Yến Bát Huyền trong miệng biết được một vài thứ mà thôi. Hắn biết rõ các ngươi là âm dương tạo hóa thú biến thành. Hơn nữa còn có biện pháp đối phó các ngươi. Yến Bát Huyền hết sức khẳng định nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi phải thả ta đi. Giết ngươi, đối ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tạo hóa âm thú xem như đáp ứng Yến Bát Huyền điều kiện. Hắn nói, để cho ta tìm tới Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn, sau đó giết chết ngươi, về phần làm sao giết chết ngươi, ta không biết, hắn cũng không cùng ta nói, nhưng là, hắn biết rõ nhược điểm của ngươi. Yến Bát Huyền hít sâu một cái nói. Tạo hóa âm thú nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc, nó đang không ngừng trầm tư. Yến Bát Huyền dư quang quét Trương Văn Cẩn một cái, cho hắn lấy mắt ra giấu mấy cái. Trương Văn Cẩn sững sờ, lúc này mới hiểu, Yến Bát Huyền cũng không phải sợ chết, mà là đang kéo dài thời gian. Nghĩ vậy, Trương Văn Cẩn một bên vận chuyển công pháp, khôi phục nhanh chóng tu vi, một bên cười to nói, âm dương tạo hóa thú. Các ngươi phải chết, ha ha, các ngươi kế hoạch nhiều như vậy, cuối cùng vẫn bị thất bại. Thất bại, ngươi lại biết rõ bản tôn muốn cái gì. Tạo hóa âm thú tức giận hết sức, rất có ra tay đánh nhau tư thế. Ai ngờ Trương Văn Cẩn đột nhiên cười thần bí, nói, ngươi muốn vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, có đúng không? Tạo hóa âm thú thân hình rõ ràng chấn động một cái, mà lúc này, Trương Văn Cẩn lời nói vang lên lần nữa, ta có thể nói cho ngươi. Vạn thánh điện bên trong, quả thật có vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, nhưng là, ngươi lại có biết, vạn thánh điện bên trong, có một cái truyền tống trận, trực tiếp thông hướng vạn thánh vân giới bên ngoài. Cái gì, tạo hóa âm thú sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật, Trương Văn Cẩn tự tin vô cùng nói. Hỗn trướng, tạo hóa âm thú nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí đều không lo được giết chết Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Trương Văn Cẩn, đan hội vòng thứ ba còn không có kết thúc, ta nhường ngươi kéo dài thời gian, ngươi làm sao? Yến Bát Huyền phẫn nộ nói. Trương Văn Cẩn lắc đầu, trầm giọng nói, Lục lão quỷ đợi không được. Vạn Thánh Điện, quảng trường phía trên, đám người tất cả đều lộ ra chờ mong, bây giờ khoảng cách đan hội vòng thứ ba kết thúc càng ngày càng gần, đám người đều muốn biết rõ, đến cùng ai đoạt được quán quân. Phía trước hai vòng, Yến Bika điểm số so Tiêu Phàm nhiều 5 phần, nói cách khác, trừ phi Tiêu Phàm đánh bại Yến Bika, hoặc là Yến Bika sớm bị đào thải, bằng không Tiêu Phàm tuyệt không thắng lợi khả năng. Nhưng là, theo đấu đan tiến hành, Phàm là bị Tiêu Phàm đấu bại tu sĩ, tất cả đều hết sức cảm khái Tiêu Phàm tài luyện đan khủng bố. Vạn thánh dược các tu sĩ nghe vậy, đối Tiêu Phàm thuật luyện đan cũng càng ngày càng tò mò. Yến Bika tài luyện đan bọn họ là thấy qua,
mặc dù hắn chỉ là thượng phẩm thánh tôn tu vi, nhưng là, hắn thế nhưng là hàng thật giá thật tứ tinh luyện đan sư a. Hắn luyện chế tứ tinh đan dược xác suất thành công không thấp, dù cho thế hệ trước tứ tinh luyện đan sư đều kém xa tít tắp. Ở mọi người nhìn lại, đan hội quán quân cơ hồ không phải Yến Bi Ca không ai có thể hơn. Mà bây giờ giết ra một con ngựa ô, bọn họ tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng là chúng ta xem thường tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn đan đạo trình độ lợi hại như vậy, nếu như không phải vòng thứ hai từ bỏ tranh tài, đoán chừng hắn đã chiếm lấy quán quân. Đúng vậy a, vòng thứ nhất liền cầm xuống 70 phân chênh lệch, vòng thứ hai hắn như thế nào đều có thể phải mấy chục phân, quán quân cũng đã là vật ở trong túi của hắn. Bất quá bây giờ đan hội mới còn có nhìn thấu, Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca, không chỉ có riêng đại biểu chính bọn hắn, còn đại biểu tả hữu hai các chủ cùng đại trưởng lão đấu tranh. Vô luận người nào thắng, ta vạn thánh dược các tất nhiên sẽ sinh ra mới các chủ, đây coi là một chuyện tốt. Bốn phía tu sĩ không chút kiêng kỵ nghị luận, bọn hắn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vạn thánh điện vị trí. 208 người, chỉ còn lại có 12 người. Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca sư huynh, đều được 40 điểm. Không đúng, các ngươi nhìn, lại đào thải 6 người, bọn họ đoạt được 50 điểm, hơn nữa, hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ. Có người thấp giọng hô nói, quả nhiên, lời còn chưa dứt, thì có tốt mấy bóng người tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, liền đại biểu bị đào thải. Hiện tại, chỉ có 6 người vẫn còn tiếp tục chiến đấu, Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca chính là trong đó hai cái. Tiêu Phàm, người quả nhiên không có lừa gạt lão hủ. Lục Bá Hậu trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà cũng đúng lúc này, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, rơi vào Lục Bá Hậu cách đó không xa. Người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Người tới chính là tạo hóa âm thú biến thành Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hậu nhìn thấy hắn mặt sắc không phải rất tốt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tiểu tử kia nhìn thấu chúng ta thân phận, tạo hóa âm thú truyền âm nói, mang theo sát ý con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên vạn thánh điện phương hướng. Cái gì, không có khả năng, Lục Bá Hậu quát lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, nơi xa lại có hai đạo bóng người bay tới, khi hắn nhìn thấy trong đó một bóng người thời khắc. Lục Bá Hậu không chút do dự tin tưởng. Hữu Các nghe lệnh, bắt lấy hắn. Hư không một tiếng hét to bỗng vang lên, trong nháy mắt kéo về tất cả tu sĩ suy nghĩ. Đám người kinh ngạc nhìn xem không chung, lại là nhìn thấy vết thương chồng chất Trương Văn Cẩn, chính vẻ mặt tức giận hướng về quảng trường phía trên. Đám người tìm ánh mắt nhìn tới, sau một khắc toàn bộ đều trợn tròn mắt, nơi đó, vậy mà cũng đứng đấy một cái Trương Văn Cẩn. Hai cái Trương Văn Cẩn. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện hai cái hữu các chủ? Ánh mắt của mọi người ở Trương Văn Cẩn cùng tạo hóa âm thú trên người bồi hồi. Hai người không chỉ có hình dạng giống nhau, thậm chí ngay cả khí chất cơ hồ đều giống như đúc, cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ đây. Nhất là hữu các tu sĩ, bọn họ nghe được Trương Văn Cẩn lời nói lúc, hoàn toàn không biết làm sao. Các chủ để bọn hắn cầm xuống các chủ, đây coi là chuyện gì xảy ra đây? Hữu Các nghe lệnh, người này giả mạo bản tôn, cầm xuống. Tạo hóa âm thú cũng đột nhiên quát lạnh một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Trương Văn Cẩn nói. Hữu Các tu sĩ nghe vậy, tất cả đều ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, không biết vì sao. Tả Các nghe lệnh, người này dám cả gan giả mạo Hữu Các chủ, giết không tha. Lục Bá Hậu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hữu Các tu sĩ không biết lựa chọn như thế nào. Nhưng tả các tu sĩ lại không cố kỵ gì, bọn họ chỉ có một cái các chủ mà thôi. Quả nhiên, nói xong, một đám tả các tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, hướng về trời cao Trương Văn Cẩn đánh tới. Trương Văn Cẩn sắc mặt biến hóa, hắn đến 10 điểm bức thiết, lại là quên, âm dương tạo hóa thú, không chỉ có giả mạo hắn, còn giả mạo Lục Bá Hậu a. Làm càn, mắt thấy tả các tu sĩ sắp tới gần thời khắc. Một mực trầm mặc không nói Yến Bát Huyền bỗng tức giận rồi, các ngươi muốn làm phản hay sao? Lời này vừa nói ra, thẳng hướng Trương Văn Cẩn tả các tu sĩ tất cả đều ngừng thân hình. Ngưu phản hai chữ, bọn họ có thể không chịu đựng nổi. Dù sao, Yến Bát Huyền thế nhưng là vạn thánh các đại trưởng lão, vạn thánh các mới là vạn thánh dược các người cầm quyền, tả hữu hai các vẻn vẹn chỉ là hộ pháp mà thôi. Vạn thánh các nghe lệnh. Tả các người nếu dám động Trương Văn Cẩn nửa phần, cho ta diệt.
Yến Bát Huyền khí thế hung hăng nói. Hắn lấy lực lượng một người, có thể cùng Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người quần nhau, chỉ ít chứng minh, hắn không phải một quả hồng mềm, hơn nữa vạn thánh các cơ bản trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này hắn hạ lệnh, lại có ai dám tùy tiện ngỗ nghịch lời của hắn đây? Tả hữu hai các tu sĩ chỉ là số ít mà thôi, vạn thánh các tu sĩ, mới là vạn thánh vân giới lực lượng trung kiên, đây cũng là âm dương tạo hóa thú kiêng kỵ Yến Bát Huyền một trong những nguyên nhân. Âm dương tạo hóa thú, ngươi cho rằng khống chế Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, liền có thể phá vỡ ta vạn thánh dược các sao? Yến Bát Huyền nhìn thấy thế cục bị hắn khống chế, lập tức cười to không thôi, lại khôi phục phía trước tự tin. Âm dương tạo hóa thú, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Vạn thánh dược các trấn áp âm dương tạo hóa thú sự tình, có thể không chỉ có bọn họ những cái này cao tầng biết rõ, đó cũng không phải bí mật gì, cơ hồ vạn thánh vân giới người đều rõ ràng. Trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, thực sự là âm dương tạo hóa thú. Đám người kinh ngạc nhìn xem Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu. Dù cho tả hữu hai các tu sĩ, cũng vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem hai người, bản năng rời xa hai người. Yến Bát Huyền, ngươi thật đúng là biết phụ oan, nhưng mà, tạo hóa âm thú lại là cười khẩy, các ngươi mới là âm dương tạo hóa thú, lại vu khống chúng ta. Vừa ăn cướp vừa la làng sao? Cái gì, đại trưởng lão là âm dương tạo hóa thú? Đám người sắc mặt đại biến, lại nhao nhao rời xa Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền, như thị xà hạt. Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn sắc mặt khó coi hết sức, bọn họ không nghĩ tới tạo hóa âm thú vậy mà lại trả đũa. Lần này tốt rồi, bọn họ cũng không có đầy đủ chứng cứ, căn bản là không có cách chứng minh đối phương chân chính thân phận. Một lần này phiền toái, vạn thánh vân giới muốn loạn xáo. Yến Bát Huyền biểu tình lo lắng, hắn cũng không muốn bị ngộ nhận là âm dương tạo hóa thú. Ngươi có nắm chắc hay không, cuốn lấy tạo hóa âm thú? Trương Văn Cẩn trầm giọng nói, chỉ cần đem Lục lão quỷ cứu ra, bọn họ nói dối liền tự sụp đổ. Âm dương tạo hóa thú đều là thượng phẩm pháp tôn, làm sao cuốn lấy nó? Yến Bát Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, ngay sau đó lại nói, nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian. Vậy là đủ rồi, Trương Văn Cẩn biểu tình vẻ kiên nghị, ánh mắt lại là khóa chặt Lục Bá Hậu. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Trương Văn Cẩn trên người cường đại khí tức, Yến Bát Huyền biến sắc. Ngươi nha, không phải là muốn giết chết Lục Bá Hậu a? Đây chính là tạo hóa dương thú a, thượng phẩm pháp tôn cảnh cường giả, ngươi một cái còn chưa khôi phục đỉnh phong thực lực người, muốn giết chết tạo hóa dương thú. Đừng nói giỡn, nhưng mà, Trương Văn Cẩn căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là hóa thành một vệt sáng, bay thẳng tạo hóa dương thú đi. Đáng chết, liều, Yến Bát Huyền tâm hung ác, cũng đáp xuống, đồng thời quát, không quan hệ người, rời xa nơi đây. Vạn thánh các cùng trái phải hai các tu sĩ nghe vậy, nơi nào còn dám đứng ở chỗ này. Đây chính là trung phẩm pháp tôn trở lên uy thế a, bọn họ những cái này nguyên tôn cảnh cùng thánh tôn cảnh, lại tại sao có thể là đối thủ. Cho dù những cái kia thế hệ trước hạ phẩm pháp tôn, cũng không dám tham dự trong đó, lại càng không cần phải nói bọn họ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tu sĩ tất cả đều thối lui đến dọc theo quảng trường, tới gần vạn thánh điện vị trí khu vực. Càng nghĩ, phóng nhãn vạn thánh vân giới, cũng chỉ có nơi này là địa phương an toàn. Đồ chán sống, âm dương tạo hóa thú cũng không nghĩ đến Trương Văn Cẩn vậy mà như thế quyết đoán xuất thủ, đây là muốn bức bách bản thân hiện thân sao? Không thể không nói, loại này thủ đoạn thật vẫn có thể thực hiện. Dù sao, bọn họ hiện tại loại này trạng thái, căn bản liền không phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ có bại lộ bản thể. Bọn họ mới có thể triệt để nghiền ép Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền. Nhưng một khi bại lộ bản thể, bọn họ phải đối mặt, coi như không phải Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn hai người, mà là toàn bộ vạn thánh vân giới. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng vạn thánh vân giới, cũng không ít pháp tôn cảnh lão bất tử a, thật muốn liều chết đánh với nó một trận, nó thật vẫn chưa chắc có thể yên ổn thối lui. Phải biết, hắn hiện tại còn thân chúng kịch độc. Chỉ là tạm thời áp chế kịch độc mà thôi. Lần trước có thể thanh toán Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, cũng không phải hoàn toàn bằng vào thực lực, mà là trước chân áp một người, sau đó lại ứng phó một người khác. Dù sao, âm dương tạo hóa thú hai cỗ thân thể hợp lực, vậy nhưng cũng không phải là bình thường thượng phẩm pháp tôn. Oanh, đáng tiếc,
Trương Văn Cẩn căn bản không có khách khí với bọn họ, hung hăng một quyền đánh tới hướng tạo hóa dương thú, cuồng bạo khí tức quét sạch toàn trường. Hắn mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, có thể đối mặt không dám ra tay toàn lực tạo hóa dương thú, vậy mà miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Hỗn trướng, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi. Tạo hóa dương thú giận tím mặt. Trương Văn Cẩn căn bản không nói nhảm với hắn, thúc giục toàn bộ lực lượng, từng quyền oanh kích hắn, hoàn toàn là tận hết sức lực, thậm chí ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Tạo hóa dương thú bị Trương Văn Cẩn đánh liên tục bại lui, hắn thật phẫn nộ. Đừng ép ta, nó cưỡng ép nhìn xuống lửa giận trong lòng, hai mắt trở nên đỏ bừng, quanh thân dường như thiêu đốt lấy nhất trọng hỏa diễm. Buộc ngươi, ta liền buộc ngươi, Trương Văn Cẩn cười lạnh, hắn muốn đúng là âm dương tạo hóa thú bại lộ bản thể. Một khi âm dương tạo hóa thú bại lộ, liền không chỉ là hắn và Yến Bát Huyền ứng phó bọn họ, còn có vạn thánh vân giới tu sĩ khác. Đương nhiên, hắn như vậy hung hoành, không chỉ là muốn buộc âm dương tạo hóa thú bại lộ, mà là muốn cứu lục bá hậu. Bởi vì chân chính lục bá hậu, bị âm dương tạo hóa thú dương thú cắn nuốt mất, chính khốn trong cơ thể hắn, hiện tại thừa dịp còn không có bị triệt để luyện hóa, có lẽ còn có thể cứu sống. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, đáng tiếc, ngươi nhất định không cách nào như nguyện. Tạo hóa dương thú cười lạnh nói. Trương Văn Cẩn sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới tạo hóa dương thú như thế bảo trì bình thản, nếu là chân chính lục bá hậu, đoán chừng đã sớm bại lộ. Bất quá, hắn vẫn không có từ bỏ, liều mạng công kích tới, hắn cũng không tin, tạo hóa dương thú một mực có thể nhẫn nhịn. Thời gian chậm rãi trôi qua, quảng trường trên không, sớm đã đánh thiên băng địa liệt. Vô số tu sĩ mờ mịt nhìn lấy thiên khung, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, vạn thánh vân giới sợ là thời tiết muốn thay đổi. Mà lúc này, vạn thánh điện sáng tạo không gian đặc thù bên trong, nguyên bản trên quảng trường cực lớn, chỉ còn lại có 3 người. Yến Bi Ca thở sâu, cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, người bại. Tiêu Phàm thần sắc như thường, ánh mắt từ Yến Bi Ca cùng một người khác trên người đảo qua, sau nửa ngày mới cười nói, vậy cũng chưa hẳn. Yến Bi Ca không hiểu, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia người thứ ba, nói, dựa theo đấu đan quy tắc, chỉ có tích phân giống nhau người mới có thể lẫn nhau đấu đan. Hiện tại 3 người chúng ta điểm số giống nhau, đều là 60 điểm, chỉ bất quá, 2 người chúng ta, đều sẽ không cùng ngươi đấu đan, ta nếu thắng, đấu đan nhiều hơn ngươi 10 giờ, mà hắn thua, liền sẽ trực tiếp đào thải. Đối diện người kia cung kính cười nói, chúc mừng Yến sư đệ, chiếm lấy đan hội quán quân. Yến Bi Ca cười cười, nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn lại thở dài nói, tuy nhiên thắng thủ đoạn của ngươi không thế nào hào quang, nhưng là, chúng ta đều không có lựa chọn quyền lực. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Yến Bi Ca một cái, không nghĩ đến người này vẫn còn có như thế giác ngộ, cái này khiến hắn đối Yến Bi Ca có chút lau mắt mà nhìn. Yến Bát Huyền mặc dù đem đấu đan quy tắc nghiên cứu triệt để, nhưng là, còn có một loại quy tắc, hắn không biết. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời một cái khung, tự tin nói ra. Cái gì quy tắc? Yến Bi Ca thầm nói không ổn. Tiêu Phàm cười cười, nói ta có thể hướng vạn thánh điện xin, đồng thời khiêu chiến 2 người các ngươi. Đồng thời khiêu chiến chúng ta. Yến Bi Ca hiển nhiên còn chưa nghe nói qua loại này quy tắc, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng mà Tiêu Phàm không còn phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía không trung linh tinh lại nhảy lên, đại ý chính là muốn lấy một chọi hai, lấy lực lượng một người khiêu chiến Yến Bi Ca cùng người kia liên thủ lực lượng. Nếu như dựa theo bình thường đấu đan quy tắc, cuối cùng còn thừa lại 3 người lên cấp mà nói, cũng là không có cái gì lẫn nhau đấu một trận phân thắng thua. Thất bại, liền đại biểu cho đào thải. Cho nên một dạng có 3 người lên cấp mà nói, chỉ có 2 người có được đấu đan cơ hội, về phần người thứ 3, thì là trực tiếp cầm tương ứng điểm số bị loại. Đương nhiên, một dạng có rất ít 3 người tấn cấp đến cuối cùng, nhiều nhất tình huống là chỉ còn lại có 2 người. Nhưng là, nếu như cuối cùng còn thừa lại 3 người mà nói, còn có một loại quy tắc có thể thực hành. Kia liền là, người thứ 3 lấy một chọi 2, thắng người, đoạt được đối phương một nửa điểm số, người thua, cũng sẽ thua trận một nửa điểm số. Nói cách khác, nếu như Tiêu Phàm chiến thắng Yến Bi Ca 2 người, hắn điểm số sẽ tăng gấp đôi, mà Yến Bi Ca bọn họ điểm số sẽ giảm một nửa, trái lại là cũng thế. Yến Bi Ca cùng một người khác nghe được loại này quy tắc thời khắc,
sầm mặt lại. Có thể, lúc này, hư không một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, hiển nhiên là Tiêu Phàm đề nghị chiếm được cho phép. Sau một khắc, Yến Mi Ca trước người lò luyện đan biến mất, chỉ có Tiêu Phàm cùng một người khác trước người lò luyện đan còn ở. Yến Mi Ca cùng người thứ ba hợp lực, tự nhiên chỉ cần một tòa lò luyện đan. Tiêu Phàm, người thật tự tin như vậy. Yến Mi Ca híp hai mắt, hít sâu một cái nói, ngươi cần phải biết rằng, lần này luyện chế thế nhưng là ngũ tinh đan dược. Ngũ tinh đan dược sao? Tiêu Phàm lắp bắp nói. Dựa theo phía trước độ khó để phán đoán, hiện tại đấu đan xác thực hẳn là ngũ tinh đan dược, luyện chế ngũ tinh đan dược, Yến Mi Ca đều hoàn toàn không có yên lòng. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, không, trận cuối cùng đấu đan, muốn làm thì phải làm lớn một điểm, ta xin là lục tinh đan dược. Lục tinh đan dược, Yến Mi Ca nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lục tinh đan dược, là hắn một cái hạ phẩm thánh tôn có thể luyện chế được sao? Trước đó hắn luyện chế được tứ tinh đan dược, Yến Mi Ca đã cảm thấy Tiêu Phàm là vạn người không được một luyện đan thiên tài. Người điên rồi sao? Một người khác cũng là trực tiếp giống lên. Lục tinh đan dược, phóng nhãn vạn thánh dược các, cũng chỉ có những cái kia trưởng lão cấp bậc người mới có thể luyện chế a. Muốn luyện chế lục tinh đan dược, bản nguyên chi lực làm sao cũng phải đạt tới trung phẩm nguyên tôn, thậm chí thượng phẩm nguyên tôn cảnh giới. Bọn họ mấy cái này thánh tôn cảnh tu sĩ, muốn luyện chế lục tinh đan dược, căn bản chính là nằm mơ. Tiêu Phàm, người cho rằng bằng loại này thủ đoạn, liền có thể thắng sao? Yến Mi Ca khôi phục tỉnh táo, nói chúng ta là không luyện chế được, có thể ngươi không phải cũng một dạng không luyện chế được. Bất quá, loại này quy tắc là ngươi nói ra, ngươi nếu không luyện chế được lục tinh đan dược, cuối cùng thua, cũng là ngươi. Còn không có luyện chế đây, ngươi lại làm sao biết ta không luyện chế được? Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nhìn xem Yến Mi Ca nói. Yến Mi Ca lời nói đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin sắc mặt, hắn nội tâm kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thể luyện chế lục tinh đan dược? Nhưng hắn chỉ là hạ phẩm thánh tôn a, hạ phẩm thánh tôn lại làm sao có thể luyện chế lục tinh đan dược đây? Hắn bản nguyên chi lực, liền khống chế hỏa diễm đều làm không được a. Nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm bố trí một cái trận pháp kết giới, sau đó thân hình lóe lên, mấy đạo linh hồn phân thân xuất hiện. Cho rằng dựa vào mấy cỗ linh hồn phân thân, liền có thể luyện chế lục tinh đan dược. Nhất định chính là người si nói mộng, một người khác cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không tin một cái hạ phẩm thánh tôn, có thể luyện chế lục tinh đan dược. Về phần hắn bản thân, cũng căn bản không có luyện chế dự định. Bởi vì hắn căn bản không luyện chế được, không chỉ là hắn, ngay cả Yến Mi Ca cũng không khả năng luyện chế được. Phải biết, Yến Mi Ca mặc dù danh xưng chuẩn ngũ tinh luyện dược sư, nhưng là hắn luyện chế ngũ tinh đan dược, xác suất thành công chỉ có một thành mà thôi. Thấp như vậy xác suất thành công, hoàn toàn có thể nói là dựa vào tìm vận may. Trước đó hắn có thể thành công luyện chế ra tứ tinh đan dược, đã hết sạch hắn vận khí, dù cho luyện chế ngũ tinh đan dược, hắn đều không có niềm tin quá lớn, lại càng không cần phải nói luyện chế lục tinh đan dược. Yến Mi Ca hai người lặng lặng đứng ở cái kia, liền nhìn như vậy Tiêu Phàm luyện đan. Bọn họ chỉ có thể ngồi đợi Tiêu Phàm thất bại, sau đó bọn họ mới có thể thành công. Thời gian chậm rãi xói mòn, để Yến Mi Ca bọn họ kinh ngạc chính là, Tiêu Phàm luyện đan tốc độ rất nhanh, động tác còn như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có nửa điểm kéo dài. Hắn dĩ nhiên chỉ có hạ phẩm thánh tôn tu vi, nhưng trong cơ thể bản nguyên chi lực, dị thường dồi dào. Hơn nữa, hắn chia ra linh hồn phân thân, lại có thể nhanh chóng khôi phục bản nguyên chi lực, bổ sung bản tôn tiêu hao. Loại này thủ đoạn, để Yến Mi Ca cùng một người khác trợn tròn mắt. Nhất là Tiêu Phàm năng lực khống chế ngọn lửa, cùng thủ pháp luyện chế, hoàn toàn không có nửa điểm tì vết. Hắn nhìn qua tựa như một cái có được vô số luyện đan kinh nghiệm đỉnh cấp luyện đan sư, tất cả động tác đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhìn thấy một màn này, Yến Mi Ca hai người đối ý nghĩ của mình có trong nháy mắt dao động. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể luyện chế lục tinh đan dược? Yến sư đệ, hắn bắt đầu ngưng đan. Người thứ ba kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấn, bờ môi đều có chút run rẩy. Cái gì gọi là ngưng đan? Đây chính là luyện đan cuối cùng mấy bước một trong A,
một khi ngưng đan, liền đại biểu cho luyện đan đã thành công một nửa. Yến Bi Ca sắc mặt hết sức ngưng trọng, không có trả lời người kia lời nói, nhưng hắn trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh, lục tinh đan dược muốn ngưng đan, trừ bỏ đầy đủ bản nguyên chi lực bên ngoài, còn cần muốn thực lực cường đại, bằng không căn bản không trấn áp được ngưng đan lúc sinh ra cường đại phản lực, khả năng nổ lô. Thế nhưng là, ý nghĩ vừa dứt, Yến Bi Ca bỗng nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, trước mặt hắn lò luyện đan cũng không có bất kỳ cái gì nổ tung xu thế, ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Mà Tiêu Phàm, vậy mà đánh ra một bộ hắn hoàn toàn xem không hiểu thủ pháp. Yến Bi Ca mặc dù không biết đây là cái gì thủ pháp, nhưng hắn biết rõ thủ pháp này uy lực. Chính là bởi vì thủ pháp này, đem lò luyện đan nóng nảy lực lượng áp chế xuống. Yến sư đệ, trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cổ lão thủ pháp luyện đan? Người thứ ba cũng kinh hãi, đây cũng không phải là Tiêu Phàm lần thứ nhất xuất ra thần bí lại mạnh mẽ thủ pháp luyện đan. Vạn Thánh Dược Các đã từng cũng có được rất nhiều cường đại thủ pháp luyện đan, chỉ là về sau theo chí bảo Vạn Thánh Dược Các biến mất. Yến Bi Ca trong lòng thầm nhủ. Đột nhiên, hắn con người co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói chẳng lẽ, Vạn Thánh Dược Các? Yến sư đệ, Vạn Thánh Dược Các thế nào? Người kia không hiểu. Không có gì, Yến Bi Ca liền vội vàng lắc đầu, nhưng hắn nội tâm lại là rung động không hiểu, hết sức khẳng định nói, người này trên người, chẳng lẽ có được chân chính Vạn Thánh Dược Các? Đây là Yến Bi Ca nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, chỉ có lấy được Vạn Thánh Dược Các, mới có thể có được huyền diệu như thế thủ pháp luyện đan. Giờ khắc này, Yến Bi Ca nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Hắn biết rõ, có được Vạn Thánh Dược Các Tiêu Phàm, đại biểu cho cái gì? Khó trách Tả Hữu các chủ tìm hắn đến, nguyên lai hắn là chân chính Vạn Thánh Dược Các người thừa kế. Yến Bi Ca nội tâm 10 điểm xoắn xuýt, ánh mắt nhìn chằm chặp Tiêu Phàm hai tay. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm chung quanh linh hồn phân thân biến mất, toàn bộ tiến nhập hắn thân thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, lò luyện đan nắp lò xốc lên, một vệt sáng xông thẳng tới chân trời đi, muốn thoát đi Tiêu Phàm khống chế. Bất quá, Tiêu Phàm phản ứng càng nhanh, trực tiếp dò ra một cái tay, bắt lấy viên đan dược kia, nhốt vào bình đan dược. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng Yến Bi Ca cùng một người khác, đều thấy rõ ràng, đan dược mặt ngoài ngưng tụ 6 đạo đan văn, đây chính là lục tinh đan dược biểu hiện. Lục tinh đan dược, người thứ ba run rẩy chỉ Tiêu Phàm trong tay trong bình ngọc đan dược, nói. Đây chính là lục tinh đan dược a, nếu như không phải tận mắt thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là một cái hạ phẩm thánh tôn luyện chế được. Nhưng lúc này, lại là chân thiết phát sinh ở trước mắt hắn. Tiêu Phàm cái này hạ phẩm thánh tôn, vậy mà chính là cường đại lục tinh luyện đan sư. Chúng ta thua, Yến Bi Ca thở sâu. Hắn cũng bị Tiêu Phàm thủ pháp luyện đan cho kinh hãi đến. Nguyên bản hắn tự cho là mình hẳn là Vạn Thánh Vân giới luyện đan sư bên trong đỉnh cấp thiên tài, có thể thấy được biết đến Tiêu Phàm năng lực bên ngoài, hắn cảm thấy tự ti mặc cảm. Cùng Tiêu Phàm tên biến thái này so sánh, còn có cái nào luyện đan sư gọi là thiên tài đây? Thậm chí, Yến Bi Ca cảm thấy Tiêu Phàm vừa rồi luyện chế lục tinh đan dược, khả năng còn không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Phải biết, Tiêu Phàm vẫn chỉ là hạ phẩm thánh tôn cảnh A, nếu như hắn đột phá trung phẩm thánh tôn, thậm chí thượng phẩm thánh tôn đây. Nghĩ vậy, Yến Bi Ca trong lòng liền nửa điểm lòng ghen tị cũng không dám có, thật sự là hai người chênh lệch quá xa. Nói như vậy, đan hội quán quân là của ta. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, sau một khắc, bọn hắn thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, Tả Hữu các chủ cùng đại trưởng lão làm sao đánh nhau? Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca hai người rời khỏi đấu đan không gian, xuất hiện ở Vạn Thánh Điện quảng trường phía trên, Yến Bi Ca vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung. Chân trời, mấy bóng người không đoạn giao phong, chiến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Yến Bi Ca biết rõ, Tả Hữu các chủ cùng đại trưởng lão tầm đó, sớm muộn có một ngày sẽ quyết ra thắng bại, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới vậy mà đến nhanh như vậy. Nhìn bộ dạng này, bọn họ hẳn là đã sớm đánh nhau mới đúng, thế nhưng là, đan hội vòng thứ ba còn không có kết thúc a, chẳng lẽ là Tả Hữu các chủ nhìn không được. Nghĩ đến bản thân sẽ chiến thắng Tiêu Phàm, lấy được đan hội quán quân, cho nên sớm động thủ.
Tiêu Phàm thần sắc nhưng lại như là bình thường một dạng bình tĩnh, hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn cùng âm dương tạo hóa thú chiến đấu bên trên. Sau một khắc, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng cong cong đường cong, đường cong lóe lên một cái rồi biến mất, không có người nào chú ý tới. Xem ra Yến Bát Huyền không khiến ta thất vọng, quả nhiên cứu ra Trương Văn Cẩn, chỉ là, vì sao không thấy được Thật Lục Bá Hậu đây? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác, trong lòng có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ Lục Bá Hậu đã chết? Không nên a, Lục Bá Hậu thực lực không kém gì Trương Văn Cẩn, Trương Văn Cẩn đều có thể sống sót, hắn Lục Bá Hậu làm sao có thể chết đây? Oanh, lúc này, chân trời một tiếng nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy, Trương Văn Cẩn hoàn toàn không muốn sống, điên cuồng đánh thẳng vào đối diện Lục Bá Hậu. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, cái này Lục Bá Hậu, hẳn là âm dương tạo hóa thú dương thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là, Trương Văn Cẩn liều mạng như vậy làm cái gì, coi như hắn như thế hận tạo hóa dương thú, hắn cũng không tất yếu hiện tại liều mạng a. Dù sao, hắn nhìn qua bị thương rất nặng, rõ ràng không ở đỉnh phong, lại tại sao có thể là thượng phẩm pháp tôn cảnh giới tạo hóa dương thú đối thủ đây? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền biết, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó biến thành chấn kinh. Chỉ thấy không trung, Trương Văn Cẩn bốc lên lấy thương đổi thương nguy hiểm, tới gần tạo hóa dương thú, một đòn đem tạo hóa dương thú kém chút đánh tan. Cũng liền ở một sát na kia, tạo hóa dương thú quanh thân hắc khí cuồng bốc lên, một đạo hắc ảnh từ trong thân thể của nó xông ra, hung hăng hướng xuống đất gào thét đi. Mặc dù bóng đen kia tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm vẫn là nhìn rõ ràng. Lục Bá Hậu, Tiêu Phàm cơ hồ thốt ra, trợn to hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không sai, cái kia bị oanh bay hắc y nhân chính là Lục Bá Hậu, hắn bị tạo hóa dương thú nuốt vào trong bụng, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, mắt thấy là phải bị tạo hóa dương thú triệt để ma diệt. Nhưng là, ở lúc mấu chốt, Trương Văn Cẩn vậy mà dùng tàn bại thân thể, cứu ra hắn. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, Trương Văn Cẩn vì sao sẽ không để ý bản thân tính mệnh, cũng phải điên cuồng trọng kích tạo hóa dương thú, nguyên lai hắn là muốn cứu ra bị thôn phệ Lục Bá Hậu. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, Trương Văn Cẩn đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở bên người Lục Bá Hậu, nắm lấy Lục Bá Hậu liền xuất hiện ở chân trời. Ngay tại lúc đó, Yến Bát Huyền cũng nhanh chóng thoát ly chiến trường, đi tới Trương Văn Cẩn bên người, sẽ không tiếp tục cùng tạo hóa âm thú chiến đấu. Lục lão quỷ thế nào? Yến Bát Huyền cũng không quay đầu lại nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm âm dương tạo hóa thú, hắn biết rõ. Hiện tại mới là chiến đấu bắt đầu. Vừa rồi chỉ là âm dương tạo hóa thú không muốn bại lộ thân phận, nhưng là bây giờ không đồng dạng, phía dưới đan hội đã kết thúc, âm dương tạo hóa thú bất kể như thế nào đều sẽ lấy được vật hắn muốn. Quả nhiên, âm dương tạo hóa thú cũng không có truy kích ba người, mà là đồng thời nhìn về phía dưới đứng ở Vạn Thánh Điện quảng trường Tiêu Phàm. Tiểu Hữu, người có quán quân, tạo hóa âm thú vẫn như cũ vẻ mặt hiền lành nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nội tâm lại là nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ gia hỏa này còn không biết sao? Không đúng, âm dương tạo hóa thú khẳng định biết mình liên thủ Yến Bát Huyền, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn không cần thiết đánh lên. Hô, vừa dứt lời, ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lại là Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hậu cùng Yến Bát Huyền ba người. Chỉ là ba người trạng thái bây giờ căn bản chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên đã mất đi sức đánh một trận. Nếu như âm dương tạo hóa thú thật muốn giết bọn hắn, căn bản không cần phế bao nhiêu công phu. Tiêu Phàm, đã bại lộ, Yến Bát Huyền trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm tà nhãn nhìn Yến Bát Huyền một cái, ta lại không phải người ngu, lại không thấy như vậy đây, hoàn toàn không cần ngươi Yến Bát Huyền nói xong a. Tiểu Hữu, ngươi tiến nhanh vào Vạn Thánh Điện. Trương Văn Cẩn lo lắng nói, tựa như chỉ có Vạn Thánh Điện mới có thể cứu bọn hắn một dạng. Nhưng mà, Tiêu Phàm bất động mảy may, không có tiến vào Vạn Thánh Điện ý tứ. Hắn không biết Vạn Thánh Điện bên trong đến cùng có cái gì, nhưng nhất định là âm dương tạo hóa thú đồ mong muốn, hơn nữa nhất định phải mượn hắn tay mới được. Hiện tại hắn không đi vào còn tốt, âm dương tạo hóa thú có lẽ còn sẽ không trở mặt, nhưng nếu là tiến vào... Âm dương tạo hóa thú đoán chừng trước tiên liền sẽ giết hắn. Không được, Tiêu Phàm, người đã đáp ứng ta.
Yến Bát Huyền lại là vẻ mặt sốt ruột, không cho phép Tiêu Phàm tiến vào Vạn Thánh Điện. Tiêu Phàm nhưng lại như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Yến Bát Huyền, nói ta không biết, năm đó vì sao sẽ nhường ngươi trở thành Vạn Thánh các đại trưởng lão, ta nếu như các chủ, ngươi có thể trở thành một chấp sự, đều tính thật tốt. Không phải Tiêu Phàm xem thường Yến Bát Huyền, thật sự là Yến Bát Huyền IQ, tầm mắt, cũng không giống là một cái trung phẩm pháp tôn vốn có, thậm chí Tiêu Phàm đều không biết hắn là dựa vào cái gì đột phá pháp tôn cảnh. 89/10 là dùng vô số đan dược trồng lên đi. Ngươi nghĩ đổi ý, Yến Bát Huyền căm tức nhìn Tiêu Phàm, một bộ muốn cùng Tiêu Phàm ra tay đánh nhau tư thế. Yến Bát Huyền, người thân là Vạn Thánh các đại trưởng lão, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chẳng lẽ ngươi muốn hủy Vạn Thánh dược các hay sao? Trương Văn Cẩn trợn mắt nhìn. Hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn băn khoăn Vạn Thánh điện bên trong truyền thừa. Yến Bát Huyền trầm mặc chốc lát mới nói, hừ, bất kể như thế nào, tả hữu hai các không được nhúng tay Vạn Thánh các, đây là ranh giới cuối cùng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là ngoài ý muốn nhìn Yến Bát Huyền một cái, nếu như Yến Bát Huyền thực sự là toàn tâm toàn ý giữ gìn Vạn Thánh dược các mà nói, vậy hắn vẫn có chút chỗ thích hợp. Tiêu Phàm, tiến nhanh vào Vạn Thánh điện, cũng đúng lúc này, tạo hóa dương thú tức giận thanh âm vang lên, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi muốn cho ta từ Vạn Thánh Điện được cái gì đồ vật, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, không cần suy nghĩ. Tiêu Phàm tiến lên một bước, hai tay vác sau lưng, vang vang hữu lực nói. Hắn thẳng tắp lưng, ngông nghênh khí thế. Lời này, cũng đại biểu cho Tiêu Phàm cùng âm dương tạo hóa thú triệt để vạch mặt, ngươi không chết, chính là ta vong. Bản tôn cho ngươi cơ hội, thế nhưng là chính ngươi không trân quý. Tạo hóa dương thú giống như thanh âm như sấm vang lên, nó triệt để tức giận rồi, bại lộ diện mục thật sự. Thân thể của nó đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến hóa, không còn duy trì lục bá hậu khuôn mặt, mà là hóa thân bản thể. Dừng lại chốc lát, tạo hóa dương thú biểu tình dữ tợn nói, đã như vậy, vậy liền chết hết đi. Hô, lời còn chưa dứt, tạo hóa âm thú cùng tạo hóa dương thú nhìn nhau, đột nhiên bỗng nhiên va chạm vào nhau, quỷ dị chính là... Hai thú vậy mà chồng vào nhau, biến thành một đầu cao khoảng 10 trượng hắc sắc cự thú. Nó sinh ra hai đầu, một đầu như sư tử, một đầu như hổ, dữ tợn bá khí, nhất là hai cái kia ánh mắt, một đôi hắc sắc, một đôi thanh sắc, vô cùng dữ tợn. Nhìn đến một cái, linh hồn đều dường như sẽ phải gánh chịu trùng kích. Mấu chốt nhất là, toàn thân nó che kín vảy giáp màu đen, lấp lóe lấy u quang, kỳ cước dẫm hắc hỏa lôi vân, đan sen lôi điện. Cường thế vô biên, phòng ngự vô địch. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem âm dương tạo hóa thú bản thể. Thiên hạ đệ thất thần thú, âm dương tạo hóa thú. Sau một hồi lâu, có người run rẩy mở miệng. Vẻn vẹn cảm nhận được cỗ kiêu uy thế, rất nhiều người liền hai chân run lên, liền đứng cũng không vững. Thậm chí, có ít người nghe được cái này danh tự, liền biểu tình vẻ sợ hãi. Cái tên này, rất nhiều thế hệ trước tu sĩ, đã vài vạn năm không có nghe tới. Mà bây giờ, thần thú bảng xếp hạng thứ 7 thần thú, vậy mà lại hiện ra thế gian, hơn nữa đang ở bọn hắn trước mắt, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây. Chạy mau, sốt cục, có người không chịu nổi cỗ kia áp lực, nhấc chân chạy. Những người khác văn ngôn, nơi nào còn dám do dự, dù cho không bước ra hai chân, cũng đạp không mà lên, muốn chạy ra nơi đây. Chạy trốn được sao? Âm dương tạo hóa thú cười lạnh một tiếng, hắn hai cặp con ngươi, đột nhiên đồng thời phun phóng ra quang mang, hóa thành một đạo minh mông kết giới gào thét tứ phương. Trong lúc hô hấp không tới thời gian, một đạo âm u kết giới bao phủ Vạn Thánh Thành, tất cả tu sĩ tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, âm dương tạo hóa thú chán phóng thượng phẩm pháp tôn khí tức, những cái kia cấp thấp tu sĩ chỗ nào chịu được như thế khí thế, nhao nhao nổ tung. Hóa thành hư vô tại hư không ngưng tụ. Cho dù thánh tôn cảnh tu sĩ đều có chút không chịu nổi, thân thể nặng như vạn tấn, chỉ có thể miễn cưỡng khom người đứng thẳng. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng không biết là hắn chỗ đứng địa phương nguyên nhân, hay là cái khác, hắn giờ phút này, vậy mà không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Những người khác cũng phát hiện điểm này, tất cả đều hướng về Vạn Thánh Điện phía trước quảng trường nhỏ tới gần, chỉ là bởi vì quá nhiều người. Không ít người căn bản chen không tiến vào.
Yến Bát Huyền, người bây giờ còn băn khoăn vạn thánh dược các sao? Trương Văn Cẩn cười lạnh nhìn xem Yến Bát Huyền nói. Yến Bát Huyền sắc mặt đau thương, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, sự tình sẽ đi đến một bước này. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi không phải có biện pháp ứng phó âm dương tạo hóa thú sao, còn lo lắng cái gì, nhanh giết nó. Những người khác nghe vậy, tất cả đều ôm ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không để ý đến Yến Bát Huyền, mà là nhìn về phía không trung, tựa như đang đợi cái gì. Hôm nay, ai cũng không thể cứu được các ngươi, trừ phi. Âm dương tạo hóa thú gọi hắn Hỏa Vân, từng bước một hướng về vạn thánh điện tới gần, cười lạnh nói. Nó cố ý đi rất chậm, tựa như rất ưa thích loại hành hạ này người cảm giác. Trừ phi cái gì, có người nhìn không được mở miệng, tựa như thấy được hy vọng sống sót, cái này khiến bọn họ bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng một dạng. Vạn thánh điện bên trong đồ vật về ta, âm dương tạo hóa thú rốt cục nói ra yêu cầu của nó. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, một đám tu sĩ ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn, cùng hôn mê bất tỉnh Lục Bá Hậu ba người. Vạn thánh điện bên trong đến cùng có cái gì, bọn họ không biết, nhưng là bọn họ biết rõ, chỉ có hai loại người mới có tư cách tiến vào, một loại là các chủ, một loại là đan hội quán quân. Mà bây giờ, Tiêu Phàm chiếm được đan hội quán quân, tự nhiên là có cơ hội tiến vào. Bất quá, bọn họ cũng biết. Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn bọn họ ý kiến không hợp, chưa chắc sẽ để Tiêu Phàm tiến vào Vạn Thánh Điện. Ngươi đừng nghĩ, đang lúc đám người chờ mong thời khắc, Trương Văn Cẩn trực tiếp đoạn cự tuyệt nói. Lời này vừa nói ra, để Yến Bát Huyền đều hết sức ngoài ý muốn, Trương Văn Cẩn không phải bình thường đều cùng bản thân đối đầu sao, hiện tại hắn không nên đáp ứng âm dương tạo hóa thú điều kiện sao. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, Trương Văn Cẩn trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, Trương Văn Cẩn thanh âm tiếp tục vang lên, vạn thánh điện chính là vạn thánh dược các căn bản một trong, chỉ cần thành là vạn thánh dược các chủ, bất luận kẻ nào đều có thể được, nhưng người âm dương tạo hóa thú không thể được đến. Ngươi tự tìm cái chết, âm dương tạo hóa thú thật giận, hổ đầu há mồm phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một đạo lợi kiếm phóng tới Trương Văn Cẩn. Giờ phút này thụ thương thảm trọng Trương Văn Cẩn, thật vẫn chưa chắc có thể ngăn cản được cái này lợi kiếm. Tiền bối cẩn thận, Tiêu Phàm kinh hô. Trương Văn Cẩn đối với hắn có ơn chi ngộ, ân cứu mạng, Tiêu Phàm cũng không muốn hắn chết ở chỗ này. Vạn thánh điện tu sĩ thấy thế, cũng là sắc mặt trắng bạch, cái này lợi kiếm nếu như rơi xuống, phải chết cũng không chỉ Trương Văn Cẩn, còn có bọn họ ân. Hô, đang lúc đám người cho là mình muốn chết thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy vạn thánh điện đột nhiên bộc phát ra hừng hực kim sắc hỏa diễm. Hóa thành một đạo hỏa diễm kết giới bao phủ vạn thánh điện cùng quảng trường. Bắn về phía vạn thánh điện đạo kia lợi mang, vậy mà trực tiếp bị ngọn lửa kia quang cháo cho hòa tan, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này, đám người trợn tròn mắt. Ngay cả Trương Văn Cẩn, Yến Bát Huyền đều kinh ngạc không thôi, bọn họ căn bản cũng không biết, vạn thánh điện vẫn còn có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự. Đây chính là thượng phẩm pháp tôn công kích A. Dễ dàng như vậy liền tiếp nhận. Mấy tức về sau, đám người tất cả đều hoan hô lên, bọn họ chỉ cần đứng ở vạn thánh điện quảng trường, liền cứu được. Chỉ là, những cái kia chưa từng xông vào vạn thánh điện tu sĩ, liền muốn thảm. Quả nhiên, âm dương tạo hóa thú biểu tình vẻ phẫn nộ, nó tựa như đã sớm biết bản thân không cách nào hủy diệt vạn thánh điện đồng dạng, sắc bén con người bỗng nhiên chuyển hướng vạn thánh thành tu sĩ khác. Những tu sĩ kia dọa đến sắc mặt trắng bạch, toàn thân không ngừng run rẩy. Chết đi, âm dương tạo hóa thú không có nửa điểm đồng tình, một đạo lợi mang lần nữa phun ra, chuẩn bị đổ sát những cái kia cấp thấp tu sĩ. Dừng tay, cũng coi như tất cả mọi người biểu tình đang lúc tuyệt vọng lúc, một tiếng nổ vang bỗng vang lên, giống như một tiếng sấm nổ đồng dạng quanh quẩn tại hư không. Âm dương tạo hóa thú nghe được thanh âm này, bỗng nhiên sợ run cả người. Trong miệng sắp phún ra lợi kiếm, bị nó sinh sinh cho nuốt xuống. Nó hai cặp con người càng là rung động không thôi, tựa như đang sợ hãi cái gì. Ai, đám người vẻ mặt mờ mịt nhìn xem tứ phương, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Vẻn vẹn một thanh âm, liền chấn trụ âm dương tạo hóa thú, cái này lại há lại người bình thường.
Nếu như nói ở đây ai kích động nhất, không ai có thể hơn Yến Bát Huyền, Trương Văn Cẩn. Bọn họ nghe được thanh âm kia, lõm sâu con người vậy mà đỏ bừng hết sức, ẩn ẩn có hơi nước ở trong hốc mắt đảo quanh. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm mi tâm, đột nhiên kích xạ ra ba đạo lưu quang, tại hư không ngưng tụ ra ba bóng người. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy ba người này, nhất là nhìn thấy người cầm đầu thời khắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, bọn họ không hẹn mà cùng quỳ xuống, cao giọng nói, bái kiến các chủ. Các chủ, rất nhiều người biểu tình vẻ mờ mịt, từ khi đời trước các chủ tử vong về sau, vạn thánh dự các không phải vài vạn năm không có các chủ sao? Làm sao hiện tại lại toát ra một cái các chủ đây? Bất quá, ở nhìn thấy thế hệ trước tu sĩ đều quỳ xuống, những cái kia cấp thấp tu sĩ, nơi nào còn dám do dự, cũng nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Bọn họ mặc dù không biết cái kia cầm đầu một đạo quang ảnh là ai, nhưng mọi người đã đoán được một chút. Tiền bối, các ngươi, Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt ba đạo quang ảnh. Ngày đó bản thân lấy được vạn thánh dược điển cùng vạn thánh truyền thừa về sau, bọn họ không phải biến mất sao, làm sao sẽ ra hiện tại trong cơ thể mình đây? Không sai, trước mắt ba đạo quang ảnh, không phải người khác, chính là Yến Cửu Thiên, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu Tàn Niệm. Yến Cửu Thiên hướng về phía Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó nhìn về phía đám người, khoát tay một cái nói, đứng lên đi. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn quang ảnh, bỗng nhiên bay về phía bọn họ bản thể. Trương Văn Cẩn bản tôn không có cự tuyệt, ở cái kia tàn niệm nhập thể về sau, hắn thương thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn liền đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Trung phẩm pháp tôn, thậm chí so với hắn bị âm dương tạo hóa thú đánh lén phía trước thực lực còn mạnh hơn, dù cho khoảng cách thượng phẩm pháp tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù hắn suốt đời đều có thể không cách nào phóng ra một bước này, nhưng là, hắn hiện tại, tuyệt đối có lòng tin cùng thượng phẩm pháp tôn địa vị ngang nhau. Gần như đồng thời, hôn mê Lục Bá Hậu cũng tỉnh táo lại, thương thế trên người hắn cũng đều biến mất hết không gặp, tán phát khí tức hoàn toàn không kém gì Trương Văn Cẩn mảy may. Vì sao, Yến Bát Huyền nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng hết sức, trên mặt đều là không thể tin. Cho tới nay, hắn đều cùng Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đối nghịch, chính là sợ hai người đoạt vạn thánh dược các, chiếm thành của mình. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà nhìn thấy Yến Cửu Thiên mang theo hai người một sợi tàn niệm ở bên người, cái này há chẳng phải là nói rõ, Yến Cửu Thiên tin tưởng bọn họ hai người, vượt xa chính hắn. Nghĩ vậy, Yến Bát Huyền trong lòng liền tràn đầy không cam lòng. Vạn thánh dược các thế hệ trước tu sĩ cũng là không hiểu, Yến Bát Huyền thế nhưng là Yến Cửu Thiên đại ca, Yến Cửu Thiên vì sao sẽ càng tin tưởng Trương Văn Cẩn bọn họ đâu. Yến Cửu Thiên nhàn nhạt nhìn Yến Bát Huyền một cái. Nói, vạn thánh dược các, là thái cổ thần giới vạn thánh dược các, không phải ta Yến gia vạn thánh dược các. Lời nói rất đơn giản, cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng đủ để trả lời Yến Bát Huyền nghi ngờ. Yến Bát Huyền sắc mặt khó coi hết sức, hắn vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận kết quả này, chỉ Tiêu Phàm quát ầm lên, nói cách khác, hắn cũng là người tìm đến. Người tình nguyện đem vạn thánh dược các giao cho một cái người lai lịch không rõ. Ta lúc ban đầu... Đối với vạn thánh dược các mà nói, cũng là không rõ lai lịch. Yến Cửu Thiên thản nhiên nói, ngữ khí rất bình thản. Vạn thánh dược các chọn lựa truyền thừa người, cho tới bây giờ đều không phải là từ vạn thánh dược các nội bộ chọn lựa, hắn Yến Cửu Thiên cũng sẽ không đánh vỡ quy củ này. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho vạn thánh dược các bảo trì máu mới có thể càng ngày càng cường đại. Ha ha! Nghĩ tới ta Yến Bát Huyền vì vạn thánh dược các thủ vững 9 vạn năm, kết quả là nhưng cái gì đều không biết. Yến Bát Huyền nhe răng trợn mắt nói. Hắn không cam lòng, càng thêm không cam lòng. Không cam lòng là, vạn thánh dược các truyền thừa mắt thấy là phải rơi vào Yến ra tay, lúc này lại toát ra cái Tiêu Phàm. Không cam lòng lại là, đệ đệ ruột thịt của mình, đời trước vạn thánh dược các chủ, vậy mà tự tay hủy diệt cái này sắp thành công kế hoạch. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ xuống Tiêu Phàm. Làm càn, vậy mà lúc này, Trương Văn Cẩn đã tỉnh táo lại, lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, đồng dạng một chưởng nghênh đón. Phốc, một đạo huyết kiếm từ Yến Bát Huyền trong miệng phun ra, cả người càng là giống như đạn pháo một dạng té bay ra ngoài.
đồng dạng tu vi, bị thương hắn, giờ phút này nơi đó là trạng thái cường thịnh Trương Văn Cẩn đối thủ. Ta không cam, bay ra ngoài Yến Bát Huyền, ngửa mặt lên trời gào thét lấy, Yến Cửu Thiên, ngươi tình nguyện cứ để người lấy được, cũng không cho ta Yến gia lấy được truyền thừa. Ngươi uổng là Yến gia đệ tử, chỉ là, Yến Cửu Thiên căn bản không hề bị lay động, mà là nhìn về phía cách đó không xa Yến gia chúng nhân nói, các ngươi, cũng cùng Yến Bát Huyền một dạng cho rằng. Yến gia đám người trầm mặc không nói, từ khi Yến Cửu Thiên chết rồi, Yến Bát Huyền chính là bọn họ lão tổ tông, bình thường đều là Yến Bát Huyền nói cái gì chính là cái gì, nào dám phản bác. Nhưng là bây giờ, bọn họ gặp được Yến Cửu Thiên, trong truyền thuyết này Yến gia chi chủ, đời trước vạn thánh dược các chủ, cái này khiến bọn họ đối Yến Bát Huyền cái chủng loại kia sợ hãi, có từng tia lòng. Ta không cho là như vậy. Đột nhiên, một đạo đối với Yến gia lão nói thanh âm không hài hòa vang lên. Yến Bi Ca, không ít người nhìn thấy người nói chuyện, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây chính là Yến Bát Huyền coi trọng nhất Yến gia đệ tử A, hắn vậy mà lại phản đối Yến Bát Huyền ý nghĩ, chẳng phải là đứng ở Yến Bát Huyền đối lập mặt sao? Vì sao? Yến Cửu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Lão Tổ Tông chỉ là vạn thánh dự các đời trước các chủ, trước đó còn rất nhiều thay mặt các chủ, nếu như những người này đều cùng Bát Huyền Tổ Tông một dạng ý nghĩ, vạn thánh dự các đã sớm cô đơn. Yến Bi Ca lấy dũng khí, nói hơn nữa, nếu như không phải vạn thánh dự các, liền không có hiện tại Yến gia hẳn là có ơn tất báo, cảm ơn vạn thánh dự các, mà không phải đem vạn thánh dự các chiếm thành của mình. Yến Cửu Thiên nghe vậy, hài lòng gật đầu, nhìn về phía những người khác nói, các ngươi đây. Cẩn tuân lão tổ tông dạy bảo, những người khác nào dám phản bác cái gì, tất cả đều bái nói. Các ngươi hỗn trướng, phản đồ, không chung, Yến Bát Huyền tức giận gào thét, gầm thét, Yến Bi Ca, ngươi cái khinh bỉ, ta muốn làm thịt ngươi. Thế nhưng là, hắn lại kiêng kỵ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thực lực, nào dám lao xuống. Yến Cửu Thiên không thèm để ý Yến Bát Huyền lời nói, mà là nhìn về phía Yến gia chúng nhân nói, đã các ngươi còn nhận ta cái này lão tổ tông, vậy ta lấy Yến gia lão tổ tông thân phận, tuyên bố hai đầu tổ huấn. Đúng, đám người lại bái. Đệ nhất, Yến gia vĩnh thế trung thành với vạn thánh dự các, không được làm phản. Yến Cửu Thiên ngữ khí ngưng trọng, nghiêm nghị nói, đệ nhị, từ giờ trở đi, đúng rồi, hài tử, người tên gọi là gì? Lão tổ tông. Ta gọi Yến Bi Ca. Yến Bi Ca vẻ mặt mờ mịt, nói. Đệ nhị, từ giờ trở đi, Yến Cửu Thiên gật đầu một cái, nói Yến Bi Ca làm Yến gia đời sau gia chủ, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Là, Yến gia đám người cung kính gật đầu, rất nhiều người nhìn về phía Yến Bi Ca ánh mắt tràn đầy hâm mộ, sớm biết, bọn họ vừa rồi nên đứng ra. Hiện tại, bản các chủ lấy vạn thánh các chủ thân phận, tuyên bố một đầu cuối cùng các chủ chi lệnh. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Yến Cửu Thiên đột nhiên tiếng truyền vạn thánh thành. Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, không biết Yến Cửu Thiên là ý gì, chỉ nghe thấy hắn dừng lại mấy tức về sau, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, bây giờ, Tiêu Phàm làm vạn thánh dược các đời thứ 19 các chủ. Oanh, Yến Cửu Thiên lời nói, giống như lăng tiêu kinh lôi, oanh ở đỉnh đầu của mọi người, đám người đầu tiên là lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó liền bình thường trở lại. Khó trách Tiêu Phàm có thể có được đan hội quán quân, cùng Yến Cửu Thiên bọn họ tàn niệm đều tàng trong cơ thể hắn. Hắn trở thành vạn thánh dược các quán quân, lại có đáng giá gì kinh ngạc đây? Tiêu Phàm thần sắc như thường, thành là vạn thánh dược các chủ, không phải hắn suy nghĩ, nhưng là, nếu như cũng đã tới mức độ này, hắn muốn sống sót, thậm chí trở lại thiên hoang, chỉ có con đường này có thể đi. Tự nhiên, hắn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng có người phản đối. Yến Cửu Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Ta phản đối. Sau một khắc, không trung Yến Bát Huyền hét lớn. Yến Cửu Thiên tựa như đã sớm dự kiến đến đồng dạng, 10 điểm bình tĩnh nói, bây giờ, Yến Bát Huyền trục xuất vạn thánh dược các, cùng vạn thánh dược các không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi, Yến Bát Huyền buồn bực muốn thổ huyết, hắn nhưng là Yến Cửu Thiên ca ca a, đối phương vậy mà đối với hắn như vậy. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Nhưng mà một khắc sau, vạn thánh dược các tất cả mọi người đều bái xuống dưới, hét to không thôi. Bái kiến các chủ, vạn thánh dược các tu sĩ trăm miệng một lời, bọn họ cũng không muốn bị trục xuất vạn thánh dược các. Ở chỗ này, bọn họ còn có thể hơi tàn,
một khi rời đi, nhưng là không có bọn họ đất đặt chân. Huống chi, liền Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đều bái xuống dưới, bọn họ còn có cái gì có thể phản kháng đây? Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm cũng không có hưởng thụ loại này vạn người sùng bái cảm giác, ngược lại mặt âm trầm nhìn xem trời cao âm dương tạo hóa thú. Tiểu Hữu, Yến Cửu Thiên thở sâu, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, nếu như chế phục âm dương tạo hóa thú, còn mời buông tha Yến Bát Huyền, tha cho hắn một mạng. Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày, mới nói ta đáp ứng ngươi. Lần trước chưa từng nói cho ngươi ứng phó âm dương tạo hóa thú biện pháp, chắc hẳn ngươi bây giờ đã đoán được. Yến Cửu Thiên nhìn về phía sau lưng Vạn Thánh Điện. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngọn lửa này rất bá đạo, không kém gì Thất Tinh Tôn giai hỏa diễm. Hắn mặc dù không biết cái này cụ thể là ngọn lửa gì, nhưng có thể tùy tiện chống đối âm dương tạo hóa thú một đòn, ngọn lửa này, uy lực tự nhiên không thấp, chí ít không kém gì hạ phẩm pháp tôn. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngọn lửa này khắc chế âm dương tạo hóa thú, bằng không mà nói, nó hẳn là càng mạnh mới đúng. Đây là thần hỏa thiên lân một sợi bản mệnh chi hỏa, ta giúp ngươi luyện hóa, liền có thể điều khiển nó, đem âm dương tạo hóa thú đuổi ra Vạn Thánh Vân giới. Yến Cửu Thiên giải thích một câu. Đuổi ra, Tiêu Phàm nhíu mày, lo lắng nói, không thể bắt sống, hoặc là trấn áp sao. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế lo lắng, đây chính là thượng phẩm pháp tôn thần thú A, nhưng hắn rời đi, vạn nhất hắn đánh trở lại phải làm gì đây. Hơn nữa, tất nhiên ngươi nói có biện pháp ứng phó âm dương tạo hóa thú, nhưng đến đầu đến lại nói cho ta biết, ngươi chỉ có thể đuổi hắn đi, đây coi như là có biện pháp không. Âm dương tạo hóa thú dùng một loại nào đó biện pháp, tạm thời áp chế kịch độc trong cơ thể, lấy Vạn Thánh Vân giới thực lực, tạm thời không đối phó được hắn. Yến Cửu Thiên lại nói. Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Cửu Thiên nói, nếu như ta có thể trọng thương nó, thậm chí diệt nó, vậy thì như thế nào? Yến Cửu Thiên hơi hơi kinh ngạc, ngay cả bên cạnh Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái. Bọn họ không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, có thể ứng phó âm dương tạo hóa thú. Ngươi là Vạn Thánh Dược các chủ, tất cả do ngươi quyết định. Yến Cửu Thiên trầm ngâm nửa ngày mới nói, bất quá ta hy vọng, không nên để cho Vạn Thánh Dược các làm không sợ hy sinh. Ta biết, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, coi như là cho Yến Cửu Thiên một cái cam kết. Văn Cẩn, Bá Hậu, bảo trọng. Ngay tại lúc đó, Yến Cửu Thiên nhìn về phía Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu cười nói. Dứt lời, hắn bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, một cái phức tạp phù văn hướng về Tiêu Phàm phiêu đãng đi. Tiêu Phàm không có ngăn cản, mặc cho cái kia phù văn tiến vào trong cơ thể mình, sau một khắc, hắn dường như trong nháy mắt nắm trong tay Vạn Thánh Dược Các, bên trong tất cả, hắn đều có thể thao túng dễ dàng. Khi hắn lấy lại tinh thần về sau, Lục Bá Hậu thân ảnh không ngừng biến mất. Hóa thành từng mảnh điểm sáng, sáp nhập vào cách đó không xa Yến Bi Ca mi tâm, Yến Bi Ca bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, dường như cảm ngộ cái gì. Yến Cửu Thiên, người rốt cục chết hẳn, nhìn thấy Yến Cửu Thiên tàn niệm biến mất, âm dương tạo hóa thú mới dám buông lỏng thần kinh, hiển nhiên, nó ở trong tay Yến Cửu Thiên đã bị thiệt thòi không ít. Mà bây giờ, Yến Cửu Thiên triệt để tan thành mây khói, nó tự nhiên là cũng không còn điều gì cố kỵ. Âm dương tạo hóa thú, ta giúp ngươi diệt sạch bọn hắn, đồ vật cho ngươi, Vạn Thánh Dược Các cho ta. Cách đó không xa Yến Bát Huyền đột nhiên sát khí nặng nề nói. Cặp mắt đỏ bừng, bàng như là đã nhập ma. Có thể, âm dương tạo hóa thú hướng về Yến Bát Huyền nhìn thoáng qua, gật đầu nói, cho bản tôn phá mở cái kia Vạn Thánh Điện kết giới, mặt khác giao cho ta. Tốt, Yến Bát Huyền không chút do dự, hướng trong miệng nhét mấy viên thuốc. Thương thế chốc lát khôi phục 7-8 phần. Hắn cúi người lao xuống, cả người hết sức điên cuồng, muốn xông mở Vạn Thánh Điện hỏa diễm kết giới. Hôm nay lần thần hỏa khắc chế âm dương tạo hóa thú, nhưng cũng không khắc chế những người khác, nhất là Vạn Thánh Dược Các người. Yến Bát Huyền, người tự tìm cái chết. Lúc này, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự xuất thủ. Hai người giờ phút này đều là trung phẩm pháp tôn đỉnh phong, ở đâu là Yến Bát Huyền có thể địch. Chỉ bất quá, một khi bước ra Vạn Thánh Điện phạm vi, bọn họ phải đối mặt liền không chỉ Yến Bát Huyền, còn có âm dương tạo hóa thú, âm dương tạo hóa thú thế nhưng là thượng phẩm pháp tôn. Vạn Thánh các đám người nghe lệnh, hạ phẩm pháp tôn giả ra khỏi hàng. Lúc này,
Tiêu Phàm một tiếng hét to, con mắt lạnh lùng nhìn xem toàn trường. Trầm mặc mấy tức về sau, bốn bóng người từ trong đám người đi ra, đó là bốn cái lão giả, có thể đạt tới dạng này cảnh giới người, bình thường đều là cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, vạn thánh dược các dù sao cũng là thực lực cao cấp, bây giờ vậy mà chỉ có bốn cái hạ phẩm pháp tôn. Bất quá, bây giờ không phải cân nhắc vấn đề khác thời điểm, không thể làm gì khác hơn nói, các người bốn người, hiệp trợ ứng phó Yến Bát Huyền. Là, tất nhiên đứng dậy, bốn người liền sẽ không cự tuyệt Tiêu Phàm mệnh lệnh. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có hai người bọn họ ngăn chặn âm dương tạo hóa thú, bốn người kia ngăn chặn Yến Bát Huyền, thế cục tạm thời là ổn định. Chỉ là, làm hai người tới âm dương tạo hóa thú trước mặt lúc, bọn họ mới biết được, mình nghĩ nhiều lắm. Ầm ầm, chỉ thấy âm dương tạo hóa thú đồng thời đối hai người xuất thủ, hai người dĩ nhiên toàn lực ứng phó, nhưng liền nó một đòn đều không tiếp được, liền bị cường đại lực lượng chấn động đến ngũ tạng lục phủ sụp đổ, cả người giống như đạn pháo một dạng trọng trọng nện ở quảng trường phía trên. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trung phẩm pháp tôn cùng hạ phẩm pháp tôn ở giữa chênh lệch, so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn quá nhiều. Rác rưởi, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Âm dương tạo hóa thú khinh thường nói, hai cái trung phẩm pháp tôn cũng muốn ngăn lại bản thân, đùa giỡn hay sao? Ha ha, hiện tại tới phiên ta. Yến Bát Huyền cười như điên một tiếng, điên cuồng công kích như mưa rơi xuống. Giờ khắc này, vạn thánh dược các xuất hiện lần nữa nguy cơ trước đó chưa từng có. Quảng trường phía trên, vô số tu sĩ không ngừng kêu thảm thiết. Khủng hoảng, e ngại, tử vong. Vô số mặt trái suy nghĩ tràn ngập trong đầu của bọn hắn, giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn làm sao có thể sống sót. Thế nhưng là, ở thượng phẩm pháp tôn trước mặt, bọn họ có thoát đi hy vọng sao? Ha ha, Yến Cửu Thiên, ngươi xem không nổi ta, ta hiện tại liền tự tay diệt vạn thánh dược các. Yến Bát Huyền tức giận gầm thét. Vừa mới tới gần hắn bốn cái hạ phẩm pháp tôn, toàn bộ bị hắn đánh bay, cái này khiến Yến Bát Huyền trở nên càng thêm tự tin, điên cuồng. Oanh, một tiếng nổ vang, Yến Bát Huyền công kích đánh vào vạn thánh điện hỏa diễm kết giới bên trên, hỏa diễm kết giới rung động không thôi, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Các chủ, lúc này, không ít người đột nhiên quỷ thần xui khiến nhìn về phía Tiêu Phàm, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Dù cho Tiêu Phàm chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng là, bọn họ đều chờ mong Tiêu Phàm có thể cứu mình, thậm chí, bọn họ cũng tin tưởng mình các chủ có cái này năng lực. Tiêu Phàm thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Yến Bát Huyền nói, Yến Bát Huyền, ngươi lại chấp mê bất ngộ, chớ trách bản tọa vi phạm đáp ứng Yến Cửu Thiên hứa hẹn, diệt ngươi. Lời này vừa nói ra, Yến Bát Huyền hơi hơi kinh ngạc, đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ từ Tiêu Phàm trong giọng nói, nghe được một loại tự tin. Diệt ta, Yến Bát Huyền đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, người ngu rồi sao? Liền bằng ngươi lần này phẩm thánh tôn cảnh run rế, cũng có thể diệt bản tôn. Dứt lời, hắn lần nữa kết ấn, dẫn ra lấy bản nguyên chi lực, đánh thẳng vào hỏa diễm kết giới. Lúc này, Tiêu Phàm lại là nhìn về phía một phương hướng khác. Ngữ khí đạm mạc nói, quân các chủ, còn chưa động thủ sao? Quân các chủ, đám người vẻ mặt không hiểu, tiểu tử này thật ngốc sao, nói chuyện với người nào đây? Chỉ bất quá, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nghe được cái này danh tự, lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt có một tia vẻ phức tạp. Hiển nhiên, bọn họ đều là nhận biết cái gọi là quân các chủ. Nói xong, một đạo bạch bào thân ảnh bỗng thoáng hiện. Đó là một cái lão giả, tóc trắng lông mi trắng, hắn đi rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt liền đi tới âm dương tạo hóa thú trước mặt. Quân Bách Nhẫn, Trương Văn Cẩn mặt âm trầm, nhìn xem người tới. Mặc dù hắn đã đoán được Tiêu Phàm trong miệng quân các chủ là người phương nào, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn còn có chút không an tĩnh. Quân Bách Nhẫn, thế nhưng là thiên hoang thần các chủ, đại biểu thế nhưng là thiên hoang A. Tiêu Phàm vậy mà nhường hắn tiến nhập vạn thánh vân giới, chẳng lẽ hắn vốn chính là thiên hoang phái đến? Lão đầu, lại là ngươi, ngươi muốn cản bản tôn. Âm dương tạo hóa thú nhe răng trợn mắt nhìn xem quân Bách Nhẫn,
sát khí nặng nề, rất có ra tay đánh nhau tư thế. Nó thực lực cường đại, có thể đối mặt cùng là thượng phẩm pháp tôn quân Bách Nhẫn, hoàn toàn không có nửa điểm tự tin. Âm dương tạo hóa thú, bị trấn áp mấy chục vạn năm mà bất tử. Quân Bách Nhẫn ngữ khí bình tĩnh, có chút hiếu kỳ đánh giá âm dương tạo hóa thú, cười nói, người bị thương. Mấy chữ cuối cùng rất đơn giản, có thể nghe vào âm dương tạo hóa thú trong tai, lại là giống như kinh lôi. Quân Bách Nhẫn ý tứ nó làm sao không biết đây, cùng là thượng phẩm pháp tôn, mà nó lại bị thương, cũng liền không phải quân Bách Nhẫn đối thủ, đây cũng là quân Bách Nhẫn tự tin. Thụ thương lại như thế nào? Giết ngươi không khó, ngươi tin không? Âm dương tạo hóa thú hử lạnh nói, tận lực để cho mình duy trì bình tĩnh. Ngươi đi đi, quân Bách Nhẫn cười lắc đầu, ta giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, chờ ngươi thương thế bộc phát, đoán chừng lại phải bị trấn áp mấy trăm ngàn năm. Âm dương tạo hóa thú ánh mắt lấp lóe, tràn ngập không cam lòng. Nhưng nó cũng biết, quân Bách Nhẫn nói là sự thật, nó căn bản liền hao không nổi, một khi thể nội kịch độc áp chế không nổi, lần này có thể chưa hẳn chỉ là trấn áp, có thể là tru sát. Chỉ là, vạn thánh dược đạo bản nguyên đang ở trước mắt a, để nó bây giờ cách đi, nó lại như thế nào cam tâm đây? Giống âm dương tạo hóa thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ, dường như đang phát thiết trong lòng tất cả phẫn nộ cùng không vui, một đôi con ngươi đỏ lòm lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Mấy tức về sau, mới nói tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp lại ngươi, tất sát ngươi. Lần sau cũng không biết ai giết ai. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Chỉ cần âm dương tạo hóa thú rời đi vạn thánh vân giới, nó liền không bao giờ còn có khả năng tiến đến. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm đột phá đến thượng phẩm pháp tôn cũng không phải là không có khả năng, thật vẫn chưa hẳn sợ âm dương tạo hóa thú. Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền sẽ không lo lắng tương lai làm sao, hắn chỉ lo lắng hiện tại. Hừ, âm dương tạo hóa thú lạnh rên một tiếng, đạp chân xuống, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chạy ra khỏi vạn thánh vân giới. Hô, nhìn thấy âm dương tạo hóa thú rời đi, Tiêu Phàm đám người thở dài một hơi, có vạn thánh vân giới kết giới ở, cũng không cần lo lắng âm dương tạo hóa thú nguy hiểm vạn thánh dược các. Huống hồ, âm dương tạo hóa thú thể nội kịch độc tùy thời đều có thể bộc phát, nó cũng chưa chắc còn có tâm tư nhớ nơi này. Chờ ta, Yến Bát Huyền nhìn thấy âm dương tạo hóa thú rời đi, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây, nhấc chân chạy. Cầm xuống, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Kỳ thật đều không cần hắn mở miệng, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đã động thủ, thời gian mấy hơi thở, hai người liền bắt sống Yến Bát Huyền. Tiểu tử, có gan ngươi giết ta. Yến Bát Huyền không ngừng giãy giụa, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng nào. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Yến Bát Huyền, dọa đến Yến Bát Huyền run một cái. Hắn làm sao không biết Yến Bát Huyền suy nghĩ trong lòng đây? Tiêu Phàm bản thân mới vừa nói qua, hắn đã đáp ứng Yến Cửu Thiên, tha Yến Bát Huyền một mạng, nhưng bây giờ trong chớp mắt liền giết Yến Bát Huyền, cái này khiến vạn thánh dược các những người khác thấy thế nào Tiêu Phàm? Vậy ngươi giết a? Yến Bát Huyền đoan chắc Tiêu Phàm không dám giết hắn đồng dạng, cười lạnh không thôi. Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hậu, Tiêu Phàm đột nhiên thét mắng một tiếng. Trương Văn Cẩn Lục Bá Hậu không biết vì sao, tiến lên một bước nói, thuộc hạ ở. Phế bỏ Yến Bát Huyền tu vi, lưu hắn đại đế cảnh tu vi, nhường hắn ở Yến gia dưỡng lão a. Tiêu Phàm ngữ khí dị thường lăng lệ. Lời này vừa nói ra, Yến Bát Huyền sắc mặt đại biến, tức giận mắng, có thể Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hoàn toàn không do dự, trực tiếp phế bỏ hắn nguyên tuyển cùng nguyên lực hải, cùng thế giới chi tâm, tu vi rơi vào đại đế cảnh. Đại đế cảnh tu vi, đặt ở vạn thánh vân giới, cũng chỉ có thể hạng chót mà thôi. Tiêu Phàm cũng không sợ hắn nhấc lên cái gì sóng lớn. Đến đây, vạn thánh vân giới họa, xem như tạm thời lắng lại. Cuối cùng, ánh mắt mọi người rơi vào quân Bách Nhẫn trên người, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thế hệ trước tu sĩ càng là đề phòng không thôi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, năm đó quân Bách Nhẫn thế nhưng là cũng tham dự qua ứng phó vạn thánh dược các sự tình, mặc dù không có những người khác như vậy đuổi đánh tới cùng. Nhưng thiên hoang người, đều là vạn thánh dược các địch nhân. Tiểu Hữu, quân Bách Nhẫn đột nhiên cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói. Làm càn, đây là ta vạn thánh dược các chủ. Lục Bá Hậu phẫn nộ quát, hắn không chỉ có đối quân Bách Nhẫn phẫn nộ, cũng
cũng đang cảnh cáo Tiêu Phàm cùng Quân Bách Nhẫn kéo ra giới hạn. Quân Bách Nhẫn hơi kinh hãi, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm thật trở thành vạn thánh dược các chủ. Phải biết, Tiêu Phàm chỉ là hạ phẩm thánh tôn A, hắn là làm được bằng cách nào? Quân Bách Nhẫn thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, rất nhanh đoan chính bản thân thái độ, hơi hơi thi lễ nói, gặp qua Tiêu các chủ. Đặt ở mấy vạn năm trước, vạn thánh dự các chủ địa vị, so sánh hắn thần các chủ, cũng chỉ hơn không kém. Mà bây giờ, một cái hạ phẩm thánh tôn tu sĩ, vậy mà cùng hắn quyền thế ngang nhau, cái này khiến hắn khó thích ứng. Tạ quân các chủ xuất thủ cứu giúp, Tiêu Phàm đáp lễ lại, nói, không biết trước đó miệng hiệp nghị, phải chăng còn chắc chắn. Miệng hiệp nghị, Quân Bách Nhẫn nhất thời không phản ứng kịp, lúc trước hắn hoàn toàn là ôm gần như không có khả năng tồn tại hy vọng, lắc lư Tiêu Phàm, để cho khống chế vạn thánh dược các, sau đó cuối cùng khống chế vạn thánh dược các. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại đem hắn lời nói, làm thành một loại hiệp nghị. Cái này khiến Quân Bách Nhẫn đối Tiêu Phàm càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Cái này hạ phẩm thánh tôn, không đơn giản a, tự nhiên giữ lời, Quân Bách Nhẫn gật đầu nói. Các chủ, Lục Bá Hậu vẻ mặt bất thiện nhìn xem Quân Bách Nhẫn, nói, năm đó vạn thánh dược các bị khu trục, cùng Quân Bách Nhẫn có chút ít liên quan, chúng ta tại sao có thể. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Phàm liền ngắt lời nói, này nhất thời, kia nhất thời, trên đời này. Không có địch nhân vĩnh viễn. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía vạn thánh dược các tu sĩ, nói các ngươi có lẽ đang nghĩ, ta cùng với thiên hoang cấu kết với nhau làm việc xấu. Chẳng lẽ không đúng sao? Vạn thánh dược các tu sĩ nội tâm hoài nghi. Các ngươi hẳn là không biết, ta là làm sao tiến vào vạn thánh vân giới. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có nửa điểm biến hóa, tiếp tục nói các ngươi nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến. Ta là bị thiên hoang truy sát mới vô ý tiến vào nơi này. Không sai, các ngươi không có nghe lầm, ta cũng cùng vạn thánh vân giới một dạng, bị thiên hoang định là phản nghịch, bốn phía truy sát ta, may mắn mới tiến vào nơi này. Vậy ngươi lại thế nào tìm tới Quân Bách Nhẫn? Lục Bá Hậu đúng là bạo tính tình, vẫn như cũ không tín nhiệm Tiêu Phàm. Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể đuổi đi âm dương tạo hóa thú, giải cứu vạn thánh dược các. Tiêu Phàm không nhanh không chậm trả lời. Đám người một trận trầm mặc, bọn họ không thể không thừa nhận Tiêu Phàm nói lời có đạo lý, mới vừa rồi dưới tình huống đó, không ai có thể cứu vạn thánh dược các. Tiêu Phàm mặc dù là các chủ, nhưng hắn cũng không khả năng lên trời xuống đất không gì làm không được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ta nghĩ về thiên hoang. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Các chủ, người đã bị thiên hoang xóa tên, vì sao còn phải trở về? Đây là nhiệt tình mà bị hờ hững, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, thật giống như năm đó vạn thánh dược các một dạng, vì thiên hoang làm bao lớn cống hiến, cuối cùng không phải cũng một dạng khó thoát xóa tên kết cục. Chẳng lẽ các chủ sẽ không sợ thiên hoang lại diệt vạn thánh dược các một lần sao? Vạn thánh dược các tu sĩ ngươi một lời ta một câu, phần lớn người cũng không nghĩ trở lại thiên hoang thần các, nhất là thế hệ trước tu sĩ, bọn họ cũng không muốn lại trải qua năm đó thống khổ. Nói xong, vậy bây giờ đến phiên ta nói vài câu, Tiêu Phàm nhìn lướt qua toàn trường, đám người an tĩnh lại, hắn mới nói, không sai, vạn thánh dược các năm đó bị xóa tên, mọi người không cam tâm đúng không? Đã như vậy, vậy vì sao không chứng minh cho thiên hoang nhìn xem, bọn họ sai đây? Tiêu Phàm lời nói năng có khí phách, vang vang hữu lực. Nghe đến lời này, Quân Bách Nhẫn lông mày hơi nhíu, hắn đột nhiên cảm giác. Tiêu Phàm gia hỏa này không phải rất tốt khống chế a. Các ngươi không biết ta vì sao bị thiên hoang truy sát a. Tiêu Phàm tiếng truyền toàn trường, trong giọng nói còn mang theo nồng nặc phẫn nộ, cũng bởi vì ta đoạt được địa các thi đấu đệ nhất, cũng bởi vì ta diệt hai cái ma quật, động rất nhiều gia tộc lợi ích, cho nên ta trở thành thiên hoang ở tội nhân, các ngươi cho là ta có tội sao? Không có, đám người chăm miệng một lời, trên mặt lộ ra không thể tin nói. Ta cũng cho là như vậy, Tiêu Phàm khó được cười, nhưng thiên hoang cảm thấy ta có tội, thiên hoang thần các bởi vì e ngại những cái kia gia tộc, mà đem ta định là phản nghịch. Trước đây không lâu, thiên hoang mấy gia tộc lớn người, muốn đem ta giết chết ở hoàng sa cổ địa, cũng chính là vạn thánh vân giới bên ngoài ma quật, ta dưới cơn nóng giận, đem cái kia mấy gia tộc lớn cẩu thí thiên tài, cho hết giết. Đám người nghe vậy, tất cả đều vì Tiêu Phàm cảm thấy phẫn nộ.
Quân Bách Nhẫn cũng không biết, đem Tiêu Phàm lần nữa mời chào vào Thiên Hoang, không biết là tốt hay là xấu. Hiện tại Tiêu Phàm cũng không phải lẻ loi một mình, hắn đại biểu thế nhưng là Vạn Thánh Dược Các. Năm đó Thiên Hoang có lẽ không nhận thức đến Vạn Thánh Dược Các cường đại, nhưng mấy vạn năm giáo huấn, Thiên Hoang rất rõ ràng Vạn Thánh Dược Các tầm quan trọng. Vì Vạn Thánh Dược Các, Thiên Hoang thần các tuyệt đối chỉ có thể lôi kéo Tiêu Phàm, thậm chí những cái kia đại gia tộc cũng là như thế. Sau này Thiên Hoang, tuyệt đối không dám vì mấy cái ma quật, mấy cái đệ tử, mà đắc tội Tiêu Phàm. Vạn Thánh Dược Các nghe được lời nói của Tiêu Phàm, tất cả đều thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, mặc dù Tiêu Phàm nói rất bình thường, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong đó hãi hùng khiếp vía. Ta Tiêu Phàm, không phải Thiên Hoang nô lệ, ta cũng hàng yêu trừ ma, ta cũng vì Thiên Hoang kiến công lập nghiệp, ta cũng là Thiên Hoang chủ nhân, cần gì phải nhận Thiên Hoang trói buộc. Cho nên, ta quyết định, cùng Thiên Hoang đối kháng đến cùng. Tiêu Phàm dõng dạc lời nói vang vọng Vân Tiêu. Nếu như nói trước đó bọn họ hoài nghi Tiêu Phàm là Thiên Hoang người, nhưng là bây giờ, bọn họ đã có chút tin tưởng Tiêu Phàm. Không nói những cái khác, Tiêu Phàm cũng không có để bọn hắn quy thuận, mà là để bọn hắn cùng Thiên Hoang đối kháng, cái này tuyệt đối không phải một cái nghĩ quy thuận Thiên Hoang người có thể nói ra. Quân Bách Nhẫn vỗ trán một cái, hắn đột nhiên có chút hối hận. Đương nhiên, lúc này, Tiêu Phàm hòa hoãn một lần ngữ khí. Nói ta cũng không biết để mọi người đi chịu chết, Vạn Thánh Dược Các, kỳ thật có thể giúp Thiên Hoang, nhưng cũng không phải lệ thuộc quan hệ, mà là hợp tác. Hợp tác, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đều hơi kinh ngạc, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Không sai, hợp tác, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, nói, Vạn Thánh Dược Các có thể cho Thiên Hoang cung cấp đan dược, nhưng cần Thiên Hoang dùng gấp mấy lần tài nguyên trao đổi. Hơn nữa, Vạn Thánh Dược Các sẽ không giáng lâm Thiên Hoang. Ta sẽ thành lập một đầu đặc thù liên hệ thông đạo, Vạn Thánh Dược Các liền ngốc ở trong Vạn Thánh Vân Giới. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều tán đồng gật đầu, nhất là thế hệ trước tu sĩ, bọn họ năm đó có thể bị Thiên Hoang giết sợ. Quân Bách Nhẫn hơi hơi nhíu mày, hắn cũng biết, muốn thời gian ngắn lấy được Vạn Thánh Dược Các tín nhiệm, là không thể nào, thật sự là Thiên Hoang năm đó đối Vạn Thánh Dược Các quá độc ác. Nếu không phải Vạn Thánh Dược Các đủ cường đại, năm đó đoán chừng liền trảm thảo trừ căn. Quân các chủ, người cảm thấy đề nghị này làm sao? Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Quân Bách Nhẫn nói. Quân Bách Nhẫn trầm tư chốc lát, nói có thể. Ta nghĩ, ngươi không phải chân chính điều kiện a. Không hổ là thần các chủ. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, nói cụ thể hợp tác hiệp nghị, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, nhưng là, có hai điều kiện, Thiên Hoang nhất định phải đáp ứng. Ngươi nói, Quân Bách Nhẫn cũng không tức giận, chậm rãi nói. Đệ nhất, giải trừ ta và Vạn Thánh Dược Các truy sát, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục thuộc về Thiên Hoang. Tiêu Phàm nói ra điều kiện thứ nhất. Có thể, Quân Bách Nhẫn trầm tư hai hơi, gật gật đầu, yên lặng chờ Tiêu Phàm điều kiện thứ hai. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, điều kiện thứ hai, Vạn Thánh Vân Giới bên ngoài Hoàng Sa cổ địa, từ Vạn Thánh Dược Các khống chế. Quân Bách Nhẫn rơi vào trong trầm tư, đem ma quật tặng cho không phải Thiên Hoang thế lực, đây là chuyện chưa từng có, Quân Bách Nhẫn tuy là thần các chủ, nhưng là không nghĩ tùy tiện làm quyết định như vậy. Quân các chủ, đơn giản như vậy điều kiện, người sẽ không đều không đáp ứng a. Tiêu Phàm cười nói, nếu như điểm ấy thành ý đều không có, cái kia hợp tác đến đây thì thôi, Tiêu Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Trong miệng hắn nhân tình. Dĩ nhiên chính là hôm nay mời Quân Bách Nhẫn động thủ đuổi đi âm dương tạo hóa thú. Bản các chủ có thể đáp ứng ngươi. Quân Bách Nhẫn cuối cùng vẫn gật đầu, nói, nhưng là, Thiên Hoàng yêu cầu đan dược, Vạn Thánh Dược Các không được dở trò dối trá. Hừ, cho rằng Vạn Thánh Dược Các là Thiên Hoàng thần các sao? Lục Bá Hậu châm chọc khiêu khích nói. Quân Bách Nhẫn ho nhẹ một tiếng, ở dở trò dối trá phương diện. Xác thực không thế lực nào có thể cùng Thiên Hoang thần các so sánh. Cứ quyết định như vậy đi, cụ thể công việc, chờ bản tôn trước xử lý Hoàng Sa cổ địa sự tình, sẽ đích thân đến nói. Quân Bách Nhẫn chắp tay một cái nói. Nói xong, Quân Bách Nhẫn thân hình bỗng trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phân thân, có người kinh hô không thôi. Vừa rồi áp đám người không thở nổi, liền âm dương tạo hóa thú đều bị hắn bước đi Quân Bách Nhẫn. Cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi, cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ.
Ngược lại là Tiêu Phàm tập mãi thành thói quen, hắn đã sớm biết Quân Bách Nhẫn tiến vào Vạn Thánh Vân giới chính là phân thân, huống chi, đối phương chân thân, hắn cũng không dám bỏ vào đến a. Vạn nhất tiêu diệt âm dương tạo hóa thú, lại tới một cái mạnh hơn Quân Bách Nhẫn, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Cho nên, Tiêu Phàm đang cùng Yến Bát Huyền nói thành hợp tác về sau, liền muốn một khối tiến vào Vạn Thánh Vân giới lệnh bài, sau đó hắn linh hồn phân thân cố ý đi tìm Quân Bách Nhẫn. Quân Bách Nhẫn trước đó muốn lắc lư Tiêu Phàm, trong bóng tối để lại cho hắn đặc định phương thức liên lạc, không nghĩ tới thời điểm then chốt còn có tác dụng. Trương lão, Lục lão, cùng Quân Bách Nhẫn cụ thể hiệp nghị, do các ngươi chế định. Tiêu Phàm tập trung ý chí nói. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu ánh mắt phức tạp, bọn họ làm sao không biết Tiêu Phàm làm như thế, chỉ là vì để bọn hắn yên tâm đây. Các ngươi không tin ta không tham dự được rồi. Đúng. Hai người thở sâu gật gật đầu, coi như là cho Vạn Thánh Dược các tu sĩ một cái công đạo. Mà Tiêu Phàm, hắn ánh mắt lại là nhìn về phía Vạn Thánh Điện. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Vạn Thánh các vì các chủ hộ pháp. Trương Văn Cẩn ra lệnh một tiếng, bốn phía tu sĩ nhao nhao không muốn thối lui. Bọn họ cũng muốn biết Tiêu Phàm tiến vào Vạn Thánh Điện sẽ phát sinh cái gì, đáng tiếc, không có bao nhiêu người có thể đủ lưu lại. Tiêu Phàm không để ý mọi người ánh mắt, hướng đi Vạn Thánh Điện, làm xuất hiện ở cửa ra vào thời điểm, giang tay ra bên trong, Vạn Thánh Dược Các lập tức hiện lên ở trong tay. Không ít tu sĩ nhìn thấy Vạn Thánh Dược Các, ánh mắt si mê, đối Tiêu Phàm lại cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Nếu như Tiêu Phàm chưa từng lấy được Vạn Thánh Dược Các tán thành, hắn là không thể nào trở thành các chủ. Tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Tiến nhập Vạn Thánh Điện. Bên trong Vạn Thánh Điện, Tiêu Phàm quanh thân đốt cháy cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm, hắn mi tâm hiện lên một cái phủ văn, mặc cho những cái kia hỏa diễm làm sao bạo động, cũng hoàn toàn không làm gì được hắn mảy may. Thần hỏa thiên lân bản mệnh hỏa diễm, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng hí ngược. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm động thiên, hỏa diễm động thiên tông môn càng là có một khuôn mặt tươi cười, cười mười điểm tà ác. Chủ nhân, thôn vệ hỏa này, ta ít nhất có thể đủ đạt tới tam tinh tôn giai, thậm chí tứ tinh. Phô tận chi hỏa vẻ mặt mong đợi nói, nó đã không kịp chờ đợi muốn thôn vệ thiên lân thần hỏa. Tốc độ nhanh một điểm, Tiêu Phàm trực tiếp bóc ra mi tâm phù văn, đem nó ném cho vô tận chi hỏa. Bởi vậy phù văn ở, thiên lân thần hỏa không có nửa điểm phản kháng, cũng sẽ bị vô tận chi hỏa thôn vệ. Đây chính là tương đương với hạ phẩm pháp tôn cảnh thất tinh tôn giai hỏa diễm A, vô tận chi hỏa thôn phệ, tất nhiên có thể có được lợi ích to lớn. Mà Tiêu Phàm, lại không có để ý hôm nay lân thần hỏa, mà là xuyên qua hỏa diễm bao vây, tiến nhập bên trong đại điện. Vừa mới bước vào, một cổ lực lượng cường đại mãnh liệt mà tới, đánh Tiêu Phàm lùi lại một bước. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vô số ký ức bắt đầu mãnh liệt, có loại muốn nổ tung cảm giác. Tiêu Phàm vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, chỉ một thoáng, đại điện bên trong loại kia sức mạnh kỳ diệu điên cuồng tràn vào hắn thể nội, quỷ dị chính là, vậy mà ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một cái mới tinh vòng xoáy màu trắng. Lại một cái nguyên tuyền, Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi. Không phải nói, chỉ có đột phá thánh đế cảnh thời điểm, mới có thể ngưng tụ nguyên tuyền sao? Hiện tại đột phá thánh tôn cảnh, làm sao còn có thể ngưng tụ nguyên tuyền đây? Tiêu Phàm tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, luôn cảm giác cái này nguyên tuyền rất cường đại, so với hắn thể nội mặt khác ba cái nguyên tuyền không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, cái này nguyên tuyền càng thêm thâm hậu, đạt đến một loại hoàn mỹ cảm giác. Vạn Thánh Dược Đạo bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ dị danh tự, trí nhớ này không phải hắn, mà là trước đó cắn nuốt Vạn Thánh ký ức. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Đây là một loại bản nguyên chi lực không sai, thế nhưng là vì sao có thể làm cho bản thân cưỡng ép ngưng tụ nguyên tuyền đây? Đúng rồi, đột phá thánh tôn cảnh có hai loại biện pháp, một loại là thông qua nguyên tuyền cảm ngộ bản nguyên chi lực, một loại là chạm đến thiên số. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Dừng một chút, tiếp tục phân tích nói cách khác, này bản nguyên chi lực, đã chạm tới thiên số, cho nên có thể đủ cưỡng ép mở ra nguyên tuyền. Từ thượng thiên cái kia cướp đoạt bản nguyên chi lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm não hải có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa.
Nói cách khác, muốn mở ra nguyên tuyền, nhất định phải có từ thượng thiên cái kia cướp đoạt bản nguyên chi lực năng lực. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn nội tâm có một cái to gan ý nghĩ, khi hắn cường đại đến cảnh giới nhất định lúc, có lẽ có thể thay người khác cưỡng ép ngưng tụ nguyên tuyền. Phải biết, hắn nhưng là thiên đấu chi nhân, ngay cả trời cũng đấu kỵ tồn tại. Lão đại, lão nhị, tiểu thất, có lẽ tương lai, bọn họ cũng có thể đột phá thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, có loại không rõ mừng rỡ, so với hắn thôn vệ cái này vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực còn cao hứng hơn. Hắn tập trung ý chí, hoàn toàn đắm chìm trong vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực thôn phệ. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm thể nội cái thứ tư nguyên tuyền triệt để ổn định lại, hắn có thể cảm ứng được dược đạo bản nguyên chi lực, vậy mà vượt qua mặt khác ba loại bản nguyên chi lực. Liền đột phá trung phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, bất quá, hắn sức chiến đấu cũng không có tăng lên trên diện rộng, chỉ là luyện dược nhất đạo, đã xảy ra bay vọt về chất. Tại sao ta cảm giác, vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực đã viên mãn, chỉ là ta không cách nào khống chế đây? Cảm thụ được thể nội bạch sắc nguyên tuyền, Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ lạ. Loại cảm giác này nói không rõ, có chút không chân thực một dạng. Mặc kệ, rời đi trước lại nói. Tiêu Phàm lắc đầu, chuyển biến rời đi, dư quang lại là lơ đãng thấy được trong đại điện một cái hộp bên trên, hộp chung quanh phủ đầy đường vân. Tiêu Phàm do dự mấy hơi, vẫn là đi tới, nghi ngờ hướng về hộp nói, đây là cái gì? Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía đại điện. Đại điện bên trong khắp nơi đều vắng vẻ không thôi, chỉ có nơi này trưng bày một cái chiếc hộp màu đen, để Tiêu Phàm cảm thấy hết sức kỳ quái. Mấu chốt là, cái này hắc sắc phía trên thần văn, Tiêu Phàm còn có thể phá giải. Đến cùng có hay không mở ra, Tiêu Phàm trong lòng có chút xoắn xuýt. Ta dù sao cũng là vạn thánh dược các chủ, nơi này tất cả đều là của ta, mở ra cũng không cái gì a. Tiêu Phàm cho mình một cái cớ thích hợp. Lời còn chưa dứt, hắn đã đánh ra từng đạo thủ quyết, chiếc hộp màu đen bỗng chán phóng thâm thúy u quang. Ngay sau đó, những văn lộ kia tựa như từng đầu linh xà, sống lại đồng dạng, không ngừng chảy ra chiếc hộp màu đen. Mấy tức về sau, tất cả bình tĩnh lại, dường như cái gì đều không phát sinh. Nhưng Tiêu Phàm cái mũi run run ở giữa, ngửi được một loại mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm bên trong còn bí mật mang theo một chút huyết tinh chi khí. Đây là, Tiêu Phàm cau mày, ẩn ẩn đoán được cái hộp này chúng là cái gì. Hắn thận trọng mở ra chiếc hộp màu đen, một cỗ không gian ba động dập dờn mà ra, hiển nhiên, cái hộp này bên trong không gian, không phải bề ngoài nhìn qua nhỏ như vậy. Hô, hộp mở ra, một cỗ thất thải chi quang nở rộ mà ra, liếc nhìn lại, giống như một vùng ngân hà đồng dạng, sáng lạn, chói mắt. Tiêu Phàm trợn to hai mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng về trong hộp, trên mặt đều là vẻ chấn động. Thần huyết, Tiêu Phàm bờ môi có chút run rẩy, đó là kích động đưa đến. Không sai, cái này chiếc hộp màu đen bên trong, chứ không đặc biệt, dĩ nhiên là thần huyết. Hơn nữa, xa xa không chỉ mấy loại, mấy chục loại, mà là nhiều đến mấy ngàn loại. Tiêu Phàm vì tu luyện tu la cửu biến đệ lục biến, đã không biết bao nhiêu lần muốn có được thần huyết, thế nhưng là thần huyết khó được, những năm gần đây, hắn vẻn vẹn chiếm được mấy chục loại mà thôi. Đến mức hắn tu la cửu biến một mực trì trệ không tiến, dừng lại ở đệ ngũ biến. Hiện tại, nếu như luyện hóa những cái này thần huyết, hắn tự tin, rất nhanh liền có thể tu luyện tới đệ lục biến, thậm chí đệ thất biến. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình nếu là tu luyện ra tu la đệ lục biến, nhục thân sẽ đạt tới tầng thứ gì, chí ít không còn là vô thượng kim thân đệ nhất đoán. Nếu như tu luyện ra đệ thất biến, đoán chừng pháp tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể cùng hắn so đấu nhục thân a. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, cụ thể làm sao, Tiêu Phàm không biết. Nhưng là, chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm nội tâm liền kích động không thôi. Vạn thánh dược các, thật đúng là phúc của ta, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xếp bằng ở hộp phía trước, bắt đầu vận chuyển tu la cửu biến. Trong hộp thần huyết hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không chút do dự vận chuyển nghịch loạn chi đồng, nếu như không thi triển đồng thuật, muốn luyện hóa nhiều như vậy thần huyết, cho dù hắn cũng không khả năng chịu đựng. Rất nhanh, trong hộp thần huyết nhanh chóng bị Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa, hắn ngoại thân,
vậy mà từ bắt đầu từ kim sắc, chậm rãi biến thành màu tím. Một khi đột phá tu la đệ lục biến, hắn tu la chi thể, cũng sẽ triệt để trở thành tử tu la. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm đã quên đi bản thân. Mà lúc này, Hoàng Sa Cổ Địa lại là 10 điểm không bình tĩnh. Ở Hoàng Sa Cổ Địa lối vào, mới xây một tòa thành trì một tòa cung điện bên trong, có một đám người chính đang cãi vã cái gì. Dựa vào cái gì, Long Hồng Tuyết kính dâng nhiều nhất, nhưng phải từ Long Vô Mệnh tọa trấn Hoàng Sa Cổ Địa. Cả người khoác long bào lão giả tức giận nói. Ở hắn một bên, ngồi trầm mặc không nói Long Hồng Tuyết, mà ở đối diện hắn, còn ngồi mấy cái lão giả, mấy người thần sắc lạnh lùng, không có mắt nhìn thẳng Long Hồng Tuyết một cái. Đây là gia tộc quyết định, người muốn cãi lộn, có thể cùng gia tộc đưa ý kiến. Trong đó một cái lão giả khôi ngô mở miệng nói, giọng nói vô cùng làm ngạo chậm. Những ngày qua, Hoàng Sa Cổ Địa đã hoàn toàn bị lấy được, hơn nữa Long gia bởi vì cống hiến to lớn nhất, Hoàng Sa Cổ Địa cuối cùng cũng vì Long gia khống chế. Mà Long gia lại làm cho Long Vô Mệnh tọa trấn Hoàng Sa Cổ Địa, ngược lại đem cống hiến lớn nhất Long Hồng Tuyết bị ném trừ bỏ bên ngoài, cái này khiến ủng hộ Long Hồng Tuyết trưởng lão tức giận không thôi. Thế nhưng là, Long Vô Mệnh thiên phú, xa không phải Long Hồng Tuyết có thể so sánh, tự nhiên vị cũng chênh lệch rất xa. Long Hồng Tuyết cuối cùng thua trận, chỉ có thể biến thành quần chúng, không phải sao, hai phương người ủng hộ đã cãi vã. Hừ, ta không phục, Long Vô Mệnh bị mất đếm bằng ước công huân điểm tài phú, không trừng phạt hắn cũng không tệ rồi, làm sao còn có thể khen thưởng hắn. Ủng hộ Long Hồng Tuyết trưởng lão vẫn như cũ không cam lòng, có thể lại không dám phản đối gia tộc quyết định. Không phục cùng ta có liên can gì, cái kia lão giả khôi ngô khinh thường nói, giơ lên đầu. Giống như một chỉ cao ngạo gà trống. Bọn họ vì giúp Long Vô Mệnh lấy được tỏa trấn Hoàng Sa Cổ Địa quyền lực, thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, làm sao có thể bởi vì đối phương một hai câu liền nhượng bộ đây? Nếu như hắn nhượng bộ, vậy bọn hắn một phương này tổn thất đại giới, lại từ ai tới tiếp nhận? Bất quá so với tổn thất mà nói, Hoàng Sa Cổ Địa tương lai giá trị mới là càng lớn, cái này cũng là bọn hắn lựa chọn toàn lực trợ giúp Long Vô Mệnh nguyên nhân. Long thừa trưởng lão, tính, ủng hộ Long Hồng Tuyết trưởng lão còn muốn nói điều gì, lại bị Long Hồng Tuyết lôi kéo ống tay áo, lắc lắc đầu nói. Mặc dù hắn cũng muốn cùng Long Vô Mệnh tranh, nhưng là, bây giờ còn chưa phải là thời cơ, Long Vô Mệnh nội tình quá thâm hậu. Một lần thất bại hai lần, đối phương đều có thể chịu đựng nổi, nhưng hắn Long Hồng Tuyết không chịu đựng nổi. Hừ, Long thừa đành phải lạnh rên một tiếng, hắn cũng biết. Nói lại nhiều đều không giá trị. Đối diện Long Vô Mệnh cùng cái kia khôi ngô trưởng lão mặt bên trên lại là lộ ra vẻ đắc ý, phải biết, Hoàng Sa Cổ Địa cuối cùng thế nhưng là định là tam tinh ma quật. Hiện tại, bọn họ tương đương với nắm trong tay một cái tam tinh ma quật tài nguyên, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Bang, cũng đúng lúc này, đại điện chi môn mở ra, một bóng người vội vội vàng vàng đi đến, lại là một cái lão giả. Chính là lần trước cùng Long Vô Mệnh cùng một chỗ Long Kỳ. Long Kỳ trưởng lão, vội vàng như thế, cần làm chuyện gì? Lão giả khôi ngô cau mày nói. Long báo, Long thừa, các ngươi đều không cần cãi nữa. Long Kỳ sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trầm giọng nói, ta vừa mới nhận được gia tộc truyền tin, Hoàng Sa Cổ Địa, về Thiên Hoang Thần các trưởng quản. Cái gì? Lão giả khôi ngô Long báo bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Mà Long thừa lại là cười lạnh không thôi, ngươi tranh a, bỏ ra lớn như vậy đại giới, cuối cùng cái gì đều không lấy được. Hoàng Sa Cổ Địa, bị Thiên Hoang Thần các đoạt đi. Long Kỳ lần nữa nói một lần. Phốc, Long báo nghe vậy, nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết, kém chút hôn mê, cơ hồ gầm thét lên, không có khả năng. Long thừa trưởng lão, chúng ta đi. Long Hồng Tuyết rất muốn cười, nhưng cuối cùng không có bỏ đá xuống giếng. Bất quá, Long Vô Mệnh cùng Long báo bọn họ, nhất định đánh rất răng, mang theo huyết đi đến nuốt, đây cũng là gieo gió gặt bão. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là không biết, hắn một mực đắm chìm trong thần huyết hấp thu luyện hóa. Oanh, đột nhiên, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, giống như dòng lũ một dạng phóng tới bốn phương tám hướng. Tu La Đệ Lục Biến, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một nụ cười.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 194.